Vâng, tín hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nha bác một số cái mã hàng đang rất là nóng trong cái mùa hè này. Đấy, rồi là một số mã hàng bên em sẽ thanh lý xả kho, giá rất tốt luôn. Đặt là gì về thêm cho bác đó là cái mã chiếu điều hòa này, dùng trong mùa hè cực kỳ mát này, rồi là chăn hè này, chăn đũi nhá. Gối công tay học này. Có kiềng chắn bếp ga này, rồi là dòng sen massage, bộ chổi hot rác, chổi quét trần nhà đá mài. Rất nhiều những cái mã hàng hay trong video hôm nay. Đấy, giá tốt mà sản phẩm dùng cực kỳ ok luôn. Đấy thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng cứ từ hóa đơn 200 trở lên nhá. Đấy, các bác cứ mua từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Thì các bác lưu ý em khi mà các bác xem video thì các bác nhớ xem kỹ sản phẩm, xem kỹ video, đấy, xem sản phẩm nó giá tiền bao nhiêu thứ rồi trước khi các bác chốt đơn để chốt đơn nó nhanh nhá. Và thứ hai là các bác có nhu cầu thật sự thì đã đặt hàng, còn nếu mà không có nhu cầu thôi các bác tốt nhất không đặt hàng nhá, tránh tình trạng là hàng đến nơi các bác không nhận rồi các bác nọ kia nó rất là mất công, bên em gửi đi gửi lại mất công nhá. Đấy, các bác thông cảm cho em. Đấy thì mình cứ chốt đơn, xem kỹ video chốt đơn, sau đó các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên mình, gọi điện để em tư vấn và chốt đơn hàng thôi nhá. Rồi sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là một cái lô dìu này, một cái lô dìu hàng mà em vừa về xong, cái lô dìu hàng sưu tầm của Nga nhá. Đấy, lô dìu hàng sưu tầm của Nga rất chất lượng luôn. Đây, đấy, một con dìu hàng của Nga, phần đầu có một cái bao để bọc lại cái phần đầu này, đấy, tránh tình trạng các bác mang đi mang lại nó bị va chạm với cái phần lưỡi phần đầu dìu, rất ok. Đấy, lưỡi dìu đầu dìu rất là sắc nên là nó có một cái bao để nó bảo vệ. Đấy, tránh tình trạng nó va chạm vào cái phần lưỡi nhá, gây tổn thương. Đó, còn đây là toàn bộ phần thân này, hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân luôn. Tay cầm thì sẽ ốp gỗ hai bên, vân gỗ lên rất đẹp này. Đây, cả vân hoa văn lên cực kỳ đẹp. Đinh tán đồng hai đinh nhá. Có phần dây đeo, thiết kế cực kỳ đẹp, chất lượng. Đấy, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng, chặt cây đốn củi rồi đi rừng đi Phật rất ok. Đây, hàng của Nga này, đấy, hàng chữ Nga này. Nó rất xịn sò ok nhá, có khắc chữ Nga luôn. Thì đây em sẽ mở cho bác xem về cái phần mặt lưỡi dìu này. Đó, dìu thiết kế cực kỳ đẹp. Có in 3D hình mặt sói nhau nhá. Đây, in 3D hình mặt sói này. Đây là cái phần lưỡi này. Đấy, lưỡi rất sắc, lưỡi sắc lắm nhá. Các bác cũng nên cẩn thận, rất là dễ đứt tay, lưỡi nó sắc lắm, như lưỡi dao luôn. Đây là cái phần đằng đầu này, đầu đầu thì nó nhọn nhọn như kiểu một chiếc đầu búa này. Đấy, các bác dùng để chặt cây đốn củi này, đi rừng đi Phật này, mua về sưu tầm, trưng bày rất là đẹp luôn. Đó, mua về biếu tặng làm quà quá ok luôn. Hàng này là hàng ôm lô sưu tầm hàng của Nga nhá, hàng Nga rất chất lượng luôn. Lên mã thì em sẽ là cái cây dìu sói nhá, cây dìu sói hàng của Nga. Đây, cái sản phẩm này bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, dễ mua lắm, 250k nhá, 250k và sẽ bao ship luôn. Đấy, 250.000 một cái cây dìu sói của Nga nha, bao ship tận nhà. Đấy, hàng thì sẽ đi kèm cho bác là một cái vỏ bọc ở cái phần đầu dìu nữa có nhá, rất là ok luôn, chu đáo. Tổng quan chiều dài của cây dìu này thì rơi vào kích thước là 30 cm này. Phần bản lưỡi của nó chiều dài là 16 này, 16. Đấy, 16. Bản rộng lưỡi là rơi vào là đi 11 các bác nhá, 11,5 này, đấy 11,5. Cũng khá là chắc chắn, cầm rất đầm tay nhá, nặng các bác nhá. Các bác nhìn cái phần bản dìu nó rất dày luôn. Đấy, các bác dùng thì dòng này nó liền thân này dùng thì siêu bền luôn. Đấy, dùng siêu bền, mua về sưu tầm sử dụng rồi là trưng bày rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, lúc nào dùng thì các bác bọc xem cái phần lưỡi này vào đấy, bảo đảm này không bị va chạm tổn thương nhá, rất ok luôn. Đấy, về các bác bọc vào, sau đó các bác mang đi rừng đi Phật đi chơi, chặt cây đốn củi sử dụng ở nhà cũng ok luôn nhá, 250.000 một cây, hàng dìu sói của Nga nhá, thiết kế rất đẹp, chắc chắn chất lượng luôn, 250.000 một cây, bao ship tận nhà bác luôn. Rồi, cái mã hàng tiếp theo thì lên cho bác nhanh một số cái mã hàng về thiết bị vệ sinh điện nước này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái dòng vòi xịt vệ sinh inox 304 nhá, con này thì quá chất lượng rồi. Đấy, và bên em bán cực kỳ nhiều luôn. Đó, một cái bộ vòi xịt vệ sinh đầy đủ một bộ nha. Đấy, bao gồm là dây này. Đấy, bao gồm một sợi dây nhá, inox 304 chống xoắn, chống gập, chống rối nhá. Đấy, một sợi dây. Gen của nó toàn bộ là gen 21 nhá. Đấy, toàn bộ là gen 21, toàn bộ là bằng inox 304 luôn. Đấy, dây đến ốc các thứ là toàn bộ bằng inox 304. Đấy, sẽ gồm có là một sợi dây này, đi kèm là một cái tay xịt nhá, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan Su 304 nhá. Đây, các bạn nhìn cái phần gen này. Đấy, rồi là inox này, rất dày nhá. Đấy, cực kỳ dày chất lượng luôn. Đây là phần tay bóp này, tay bóp thì cực kỳ là êm ái và cái lượng nước nó xịt ra nó rất là khỏe ạ. Đấy, xịt ra rất khỏe, các bác mua về thay một loạt những cái vòi, những cái dạng vòi nhựa, vòi cổ xưa ấy, các bác dùng rất là nhanh hỏng nhá, và một thời gian là nó
xuống cấp nó rất là nhanh hỏng. Con này các bác mua về dùng rất bền, các bác nhìn inox rất là dày nên dùng siêu bền luôn. Cái này anh em dùng khoảng tầm 3 4 năm nay rồi. Rất bền luôn nhá, rất bền luôn, dùng cực kỳ thích luôn. Lượng nước ra rất đều khỏe luôn nhá. Đấy, và đi kèm tiếp luôn các bác là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ thì về các bác bắt cái này vào tường, sau đó là có kèm luôn cho bác cả ốc vít này luôn. Đấy, thì về các bác khoan lỗ bắt cái này vào tường và các bác lắp dây vào, sau đó là khi mà mình dùng xong là mình đeo lên này là xong. Đấy, một bộ của nó là đầy đủ là cả dây này. Đấy, cả dây rồi là cả giá đỡ này, cả tay xịt này, rồi là ốc yếc các thứ đi kèm là một bộ này, chọn bộ này hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đó, giá của nó thì rất là bình dân thôi, 100.000 một bộ nhé, 100.000 bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh ở toilet nhá. Đấy, thì một bộ chọn bộ nha, đóng nguyên túi này luôn nhé, mới keo nhé, hàng mới keo, hàng bãi nhưng mà mới keo luôn nhé. Giá của nó sẽ là 100k. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh toilet. Giá sẽ là 100.000 một bộ thôi. 100.000 là đầy đủ phụ kiện luôn. Về các bác không cần phải mua thêm gì cả. Về chỉ việc là khoan cho em hai cái lỗ, bắt cái giá đỡ vào, lắp cho em cái tay với cái dây vào, nguồn nước là các bác xà thôi, không cần phải mua thêm gì. Còn ví dụ như nhà có sẵn cái lỗ cũ rồi, các bác chỉ việc là lắp vào là xà thôi, không cần phải khoan nữa. Rất ok luôn. Về là chỉ việc lắp vào là xà. Mà cực kỳ dễ dàng lắp đặt nhá. Những cái chỗ rong này thì các bác cẩn thận này, thêm cho em một ít băng keo non vào cho nó kín nhá, nó kín là ok. Đấy, 100k một bộ thôi. Đấy, mua về thay hết những cái dạng bộ vòi nhựa thứ nhà mình đi, dùng bộ này thì siêu bền mà nước ra rất khỏe và tay bóp rất là êm ái, ok, rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, 100.000 bộ vòi xịt nhà vệ sinh nhá, toilet 100k bộ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây này, đây có nhìn này. Đấy, cái lực nước em test nè. Đấy, lực nước em test ra rất là khỏe và đều luôn. Đấy, vì cái con này cái lỗ thoát nước của nó đây này, cái lỗ thoát nước của nó thiết kế nó rất là ok nên là cái lượng nước nó ra rất khỏe và đều, dùng rất thích luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, inox 34 thì dùng rất là bền rồi, không lo gì sét, không lo nó bị hỏng hóc, rồi là nó rất là bền theo thời gian nhá. Đó, hàng này của Nhật, Osaka Japan. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này em test đây. Đó, 100k nhá, 100k một bộ sản phẩm này, là đầy đủ phụ kiện, về các bác chỉ việc xà thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Đấy, rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô vòi sen massage, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ vòi sen massage. Bộ vòi sen massage này thì hiện tại em đang bán giá sẽ là đi massage, giá của nó thì sẽ là 70.000 bộ thôi, chỉ có 70.000, giá rất bình dân nhá. 70.000 bộ vòi sen massage này các bác mua đâu được. Đấy, chỉ có shop Kim Hiền mới bán được cái giá này thôi. Đây, một bộ vòi sen này sẽ gồm có là một tay sen này. Đấy, một tay sen và đi kèm là một cái sợi dây nhá. Sợi dây thì cũng là gen 21 nhá, cũng là gen 21 và dây thì cũng sẽ là dây inox chống gập chống rối cho em luôn. Đấy, về các bác lắp vào nguồn nước nhà mình, sau đó là các bác lắp vào cái tay sen và các bác xà thôi. Cái hay của cái tay sen này thì nó sẽ có cái nút đóng mở này. Đấy, cái nút công tắc đóng mở cái tay cầm này luôn. Đấy, bình thường thì các bác cứ phải hay khóa ở cái đầu nguồn nước nhá, nhưng mà cái con này thì không cần. Các bác chỉ việc là mở khóa, đóng khóa ở luôn cái tay sen này cho em, rất ok. Đấy. Và một cái chức năng rất hay ho nữa là nó có thể chỉnh các chế độ này. Đấy, thì các bác xoáy cho em cái vặn cho em cái công tắc này thì nó sẽ có các chế độ nhá. Đấy, 1 này, 2 này, 3. Đấy, nó có tổng là 3 chế độ nước khác nhau nhá, thì nó sẽ phun ra theo dạng tia nhỏ bên trong này, phun ra tia ở vòng ngoài này, rồi là phun ở bia, phun toàn bộ này, rất ok. Và đây là nó có những cái gai này, các bạn nhìn, có những cái gai như này. Đấy, có những cái gai nhỏ li ti, nó là cái đầu dạng gai thiết kế là chất liệu là silicon, nó rất là êm ái. Các bác dùng vừa kỳ cọ vừa massage này. Đấy, kỳ cọ những chỗ nào mà nó bẩn ghét các thứ này, vừa kỳ cọ vừa massage. Đấy, rồi là mình vừa tắm vừa kỳ cọ và massage, dùng rất thích luôn. Đấy, cái con massage này thì vì em bán cực kỳ nhiều rồi, vì giá nó quá tốt mà sản phẩm nó dùng nó quá ok luôn. Đấy, gen 21 về các bác lắp đặt vào cái dây này là lắp vào cái củ sen mình là sai thôi. Đó, 70.000 bộ nhá, 70.000 bộ là bao gồm là một tay sen nhá, một tay sen và một cái cuộn dây, một cái cuộn dây nguồn nha, dây là dây inox nhá, là 70.000 bộ này. Lên mã em sẽ là cái vòi sen massage 70.000 bộ, rất nhiều chức năng hay ho nhá, các bác mua về dùng ok lắm. Đó, rất ok luôn, 70.000 bộ. Đây, ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó cái giá đỡ sen nhá. Nhiều bác hỏi là có bán kèm giá đỡ sen không, thì đây có nhá, giá đỡ sen này thì bên em đang bán cái dạng giá đỡ sen dạng dính nhá, nhá. Bình thường là các bác mua những cái giá đỡ là nó có sẵn ấy, đi kèm ấy thì nó hay phải bắt ốc. Đấy, thì các bác cứ phải khoan. Đấy, khoan thì thứ nhất là nó phải có máy khoan, rồi các bác nào phải có tí tay nghề thì khoan nó mới chuẩn được, bắt vào nó mới ok. Mà thứ hai là khoan
thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ lổm chà lổm chổm rồi đấy. Ví dụ như mình sau này mình không dùng nữa, nó tạo ra những cái lỗ lổm chà lổm nó rất là xấu đấy. Thì các bác mua cho em cái dòng giá đỗ sen này đấy. Cái giá đỗ sen này thì hiện tại em đang bán là 30 ngàn một cái nhá. Nó là dạng dính quá đấy, rất là thông minh, là dạng dính đấy. Thì về góc bóc cho em lớp keo ra này, bóc cho em lớp keo ra, các bác dính trực tiếp vào trong tường đấy, lau sạch cái chỗ mà các bác dính đi nhá, lau sạch giúp em đi, lau khô đi đấy, lau sạch và lau khô nước đi. Sau đó các bác dính ấn chặt vào, các bác miết hết những cái phần ria này vào cho nó ốp chặt vào. Sau đó các bác cài cho em cái xe này lên. Cái xe này thì bên em sẽ bán lẻ nhé, bán lẻ thì đang gửi bác là 30 ngàn một cái. Lên mã cho em sẽ là cái giá đỡ sen nhá, cái giá đỡ cho cái bát sen thì đang bán cho bác là 30k một cái giá đỡ sen nha. Đấy thì bác nào mà nhà có sen các thứ rồi mà hiện tại đang hỏng giá đỡ thì các bác có thể mua cái giá đỡ nha. Giá đỡ này hiện tại em đang bán là 30 ngàn một cái. Còn một cái bộ sen thì đang bán là một bộ cả dây cả bát thì đang bán là 70.000, là cái bộ sen massage đấy. Còn nếu mà các bác mà mua cái bộ này rồi mà chưa có giá đỡ thì mình có thể mua thêm cái giá đỡ này. Thì cái giá đỡ này thì bên em đang bán kèm thêm là 30 ngàn một cái nhá. Thì chọn bộ này là cả giá đỡ cả sen là 100. Còn nếu mà nhà các bác có rồi thì thôi. Còn nếu mà bác nào muốn nhu cầu mua lẻ cái này thì bên em cũng bán luôn, bán lẻ một cái này là 30 ngàn nhé. Cái này dính chắc lắm, đây em quay cho các cái nhà em đang xài này. Đây cái này nhà em dính khoảng tầm hơn 2 năm nay chắc khư luôn, các bác dùng tay giặt cho em thoải mái luôn, nó dính chắc cực kỳ nhá. Đấy không cần phải khoan đục gì, về lau sạch cho em phần mặt đá đi, lau sạch lau khô đi. Sau đó các bác ốp, các bác dán trực tiếp cho em xong. Đấy con này nó có thể điều chỉnh ngửa lên ngửa xuống luôn này, rất là hay nhá. Đấy thiết kế rất thông minh luôn đó, rất là ok. 30 ngàn một cái quá nhá, giá đỗ sen. Đấy, quay trở lại với cái bát sen massage thì đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm nhá. Nó có các chế độ nước và khi mà tắm massage được rất hay. Đây các bác cùng coi này. Đấy. Đầu massage silicone mềm mại nhá. Đấy, lắp đặt vào. Đó. Đấy các bác về dùng này. Đấy vừa kỳ cọ này, vừa massage. Đấy rồi là thay đổi các chế độ nước nhá. Đấy thay đổi các chế độ nước dùng rất ok luôn. Đấy. Vừa tắm vừa thư giãn thoải mái nhá. Có những cái con chen massage, dây cấp nước của nó sẽ là đầu gen 21 nhá, đầu gen 21. Đấy thì các bác đòi gạt các chế độ này, tắt mở nước ở cái tay cầm luôn, rất tiện dụng luôn. Đấy. Đấy là nước êm ái dùng rất thích nhá. Đấy, rất ok luôn. Bán cực kỳ nhiều mà dùng rất ok luôn. Đấy, rồi thực tế về sản phẩm vòi sen massage nhá, thì đang bán bác là 70 ngàn một cái bộ vòi sen massage này là 70 ngàn. Còn lấy thêm giá đỡ sen thì đang bán cho bác là 30 ngàn một cái giá đỡ sen này coi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô đá mài Nhật này. Đấy, lên luôn cho bác cái lô đá mài Nhật nhá. Cái nào con này thì về các bác mài dùng cực kỳ thích luôn và bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng đá mài Nhật, hàng đá mài made in Japan. Đấy của thương hiệu Katashiwa. Thì tại bên em đang có hai mã đá nhá, là một mã đá mài A và một mã đá mài B. Thì em sẽ quay cho bác chi tiết về từng loại. Đây, con này là con mã đá A này. Đấy, mã đá A em báo giá trước luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái mã đá A. Đá A. Đá mài A. À, con này sẽ có giá là 90k một viên. Đấy, chỉ có 90 ngàn viên thôi, giá rất bình dân luôn. Katashiwa này, made in Japan này. Con này độ mịn của nó một mặt là 10.000. Đấy, một đánh dấu này, một mặt là thăng 10.000, một mặt là thăng 5.000. Đấy, cái thông số nó càng cao thì cái độ mịn nó càng cao nhá. Thông số càng cao, độ mịn càng cao. Đấy, cái này về các bác dùng để mài những cái dạng dao dao thái, dao phi lê nhá. Đấy thì nó độ mịn nó cao, các bác mài những con dao thái phi lê rất hợp lý này. Đấy, hàng made in Japan. 5.000, 10.000 nhá, độ mịn là 5.000, một mặt 5.000, một mặt 10.000. Đá 90.000 viên và đi kèm thì bên nhà xuất sẽ có kèm thêm nữa là một cái gioăng này gọi là cái gioăng cao su để nó đỡ viên đá, để khi các bác mài, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa các thứ là không lo nó bị trơn trượt nhá. Các bác để lên cái gioăng này, đấy các bác để xuống các bác mài. Đấy các bác kê xuống thì rất chắc chắn luôn, không lo viên đá nó bị xô dịch thì khi mà các bác mài ra nó dễ mài. Đấy các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê mà, mình phải có cái kê nó chắc đã thì khi mà mình làm nó mới chuẩn chỉ được nhá. Đó. Mã đá A nhá, 90.000 viên, thông số sẽ là 5.000, 10.000 nhá các nhá. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho bác đó là cái mã đá B. Cái này thì độ mịn của nó sẽ thấp hơn, một mặt là 8.000 và một mặt này là 3.000 luôn nhá. Đấy cái này thì độ mịn nó thấp hơn thì đồng nghĩa việc là cái độ nhám nó sẽ cao lên. Đấy nó sẽ cao lên. Thì ví dụ về các bác mài dạng dao chặt cho trước các thứ các bác dùng con này cho em này. Đấy, made in Japan Katashiwa các nhá. Một mặt là 8.000, mặt này là mặt 8.000 này, còn cái mặt dưới đó là mặt 3.000, cũng đi kèm cho bác là một cái gioăng cao su nha, cái gioăng đế cao su để các bác để viên đá thì khi các bác mài không lo nó bị trơn trượt nhá, xô dịch rất ok luôn. Con này thì em lên mã sẽ là mã đá B nhá, đá B độ mịn là 8.000, 3.000 các bác nhá, đá B này, đá B
độ mịn sẽ là 8.000 và một mặt là 3.000. Giá của nó thì sẽ rẻ hơn một chút, 80.000 một viên. Đấy, đá B sẽ là 80.000 viên, còn mã đá A thì là 90.000 viên. Đó thì các bác lấy mã nào thì cứ báo nhà em nhé. Đấy, hoặc các bác có thể lấy một lúc hai viên luôn được. Đấy, đá A là 90, đá B là 80 nhé. Về các bác mài dao mài kéo các thứ giờ rất ok luôn, đá Nhật mài cực kỳ thích. À, cái dòng đá này thì trước khi về xài thì các bác ngâm nước cho em lúc nào mà các bác cảm thấy là nước nó no rồi thôi. Đấy, ngâm vài ngày được, càng ngâm lâu càng tốt nhé. Nước nó ngấm vào càng nhiều thì khi mà các bác mài càng dễ mài, càng trơn đá mà mài càng sướng luôn. Đó, về giúp em là ngâm nước càng lâu càng tốt nhé. Đó, rồi em qua mã sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng kiềng chắn gió bếp ga này. Đấy, mã hàng kiềng chắn gió bếp ga. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi, giá thì nó bình dân thôi. À, lên mã thì em sẽ được cái kiềng chắn gió bếp ga này, 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái nhá. Cái này về các bác công dụng của nó là các bác để lên những bếp ga của nhà mình. Đấy thì các bác để lên thì nó sẽ chắn toàn bộ phần ga, nó không bị chìa ra ngoài nhiều. Và thứ hai là chắn được cái lượng gió. Đấy, đặc biệt là các bác để những bếp ga ngoài, gió máy thứ nó thổi vào, đấy nó xô ga các thứ giờ là các bác đun nó rất là hao ga, thì các bác lắp cho em cái này vào rất ok. Đấy, khi mà lắp cái này vào thì cái gió nó không tạt được cái ga nữa nhé, đun nó nhanh sôi. Và thứ hai là cái lượng nhiệt nó sẽ dồn hết lên cái phần đít nồi, đáy nồi. Đấy, nên khi mà các bác đun rất là nhanh sôi, tiết kiệm ga nhá. Đấy, nói chung là con này nên mua về các bác xài nên mua nhá. Đấy, và ở đây nó rất nhiều những khe này, hầu như là những cái dòng bếp phổ thông bây giờ là các bác lắp vừa hết luôn. Đây nó rất nhiều khe nên là các bác có thể là xoay các hướng các kiểu để các bác lắp vào nhá. Đây em sẽ đo cho các bác về cái phần kích thước này. Con này đường kính của nó rơi vào là 25 này. Đấy là cái đường kính trên, đường kính to nhá. Còn đường kính dưới, đường kính nhỏ của nó rơi vào là 15 nhá. 15,5 này, 15,5. Đó. Còn cái đường kính trên này của nó thì rơi vào là đi 25 nhá, 25. Đó. Thực tế về sản phẩm này rất chắc chắn luôn. Đấy, mà giá nó bình dân thôi. 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái kiềng chắn gió bếp ga 30.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng cũng rất là bán chạy với nha. Đó là cái cây chổi quét trần nhà. Đấy. Trần nhà thì nhất là rất nhiều màng nhện thứ này. Đấy, rồi là những cái con muỗi nữa thứ rất là nhiều. Đấy, bác mua về vệ sinh cho em cái trần nhà nó sạch sẽ này. Đấy, có khách khứa vào người ta đi thẳng ngắm nhìn trần nhà. Đấy, nhìn nó sạch sẽ đã ok luôn. Đấy, cảm thấy là ok luôn các nhá. Đây, một chiếc chổi nhà thiết kế rất thông minh. Đấy, cái phần đầu đầu lông này và nó có thể uốn này. Đấy, bẻ cong đi. Ví dụ những cái vị trí khó các bác có thể luồn lách vào bằng cái việc là các bác bẻ cong là các bác luồn lách vào rất là dễ này. Lúc nào không dùng nữa thì các bác có thể bẻ thẳng ra nhà cho em. Đấy, phần đầu chổi lông, đấy quấn màng nhện thứ vậy rất ok luôn. Đấy, và đi kèm là một cái thanh này. Đấy, cái thanh này rất là hay là nó có thể rút ra. Đấy, rút dài nha các bác nhá, rút dài ra. Đấy, con này rút dài ra thì đây để em rút hết cỡ ra em đo luôn cho bác này. Nó phải rơi được khoảng tầm là đi 1 2 3 4 này. 2m4 nhá. Cái này rút ra được là 2m4 này. Đây này, khá là dài này. Đây này. Đấy, rút được 2m4 và cái này thì nó là vào là 30 phân nữa nhá. Đấy, 40 phân nữa thì nó rơi khoảng tầm 2m8 nhá, 2m8. 2m4 2m8 đấy, rơi khoảng tầm 2m8 với cộng người các bác rơi khoảng tầm mét 7 nữa thì mét rưỡi mét 7 nữa thì một chiếc trần nhà còn tầm 3 mét rưỡi, trần 3 mét rưỡi 4 mét là không có gì khó cả bác nhá. Đấy, các bác chọc lên trần nhà các bác quét bụi trần nhà màng nhện thứ rất ok luôn, mà rất là tiện. Khi nào mà dùng xong là các bác tháo rời này, các bác bỏ trong ngăn kéo các thứ rồi cũng rất ok, rất là gọn gàng luôn. Đấy, khi mà thu nhỏ mà nó dài khoảng tầm 40 cm thôi, rất là hay nhá. Đó, thì một bộ sản phẩm chổi cắt trần nhà này em đang gửi bác giá rất là bình dân thôi, 40.000 một bộ nhá, 40.000 bộ. À, xin lỗi bác là cho xin lỗi bác là báo giá nhầm nhá, 50.000. Đấy, 50.000 có nhá, 50.000. Lên mã giúp em sẽ là cái chổi quét bụi trần nhà nhá, chổi quét trần nhà. Đấy, 50k một cái bộ này, bao gồm là một cái cây thanh rút và một cái đầu này nữa là 50k bộ nhá, 50k bộ thôi. Giá rất là bình dân hẳn rẻ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận, nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó á, nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, chỉ có 50.000 thôi. Thực tế về sản phẩm nhá, chỉ có 50.000 thôi, nhưng mà rất là hữu ích, sử dụng trong nhà rất ok luôn. À, chổi cắt trần nhà nhá, 50.000 một cái bộ chổi cắt trần nhà này, 5k bộ này.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ chổi kèm với hot jack này. Giá thì bình dân vô cùng luôn, 160.000 bộ này. Đấy, các bác bỏ ra giúp em là 160.000 thì các bác sẽ sở hữu cho em là một cái cây chổi này, đi kèm là một cái gầu hot jack nha. Đấy, và nó sẽ có cán đi kèm, thì khi mà bên em gửi hàng thì bên em sẽ tháo rời ra, về thì các bác sẽ lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi hot jack nhá. Đấy, bộ chổi kèm với lại cả hot jack là 160.000 một bộ thôi. Đấy, 160.000. Đấy, các bác mua một mà được hai luôn. Đấy, là bao gồm là một chổi và một hot jack nhá. Đấy thì khi mà lắp đặt vào thì nó sẽ như này. Đấy, lắp đặt vào nó sẽ như này. Đó, nó sẽ chổi nó sẽ lồng vào được cùng với hot jack luôn. Thì khi mà các bác xài thì các bác cứ mang đến đâu là nó sẽ đi kèm theo đấy luôn. Đấy, bình thường là các bác cứ phải để một cái chổi ở một chỗ, hot jack là các bác để một chỗ nhá. Đấy, đến khi mà các bác dùng nó rất là bất tiện, mình cứ phải chạy đi chạy lại, tìm đi tìm lại rất là mất công. Nhưng con này khi mà các bác lắp đặt vào xong nha, đấy thì nó sẽ vào thành một cái bộ như này luôn, rất tiện dụng. Đấy, lúc nào mà dùng thì các bác lấy cái chân này, các bác gạt mở ra, đấy mở ra và các bác lại nhấc cái này ra. Đấy, sau đó là các bác quét này, đấy quét quét hot vào. Đấy, và lúc nào mà dùng xong các bác lại cài nó như này vào, đấy cài nó vào đây và các bác lại gạt xem cái này lên. Đấy, và các bác để vào những cái chỗ góc nhà các thứ ra, rất tiện dụng luôn, rất là hay. Đấy, mình có thể xách mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy thì chọn bộ một bộ nhai này, đấy là bao gồm là một chổi và một hot jack nhá, thì giá sẽ là đi 160.000 một bộ nhá, 160.000 bộ. Đây em quay chi tiết cho bác về cái đây phần của nó. Đây là cái phần hot jack này, ở đây có cái gầu những cái như ở một cái đầu lược chả này. Đấy, khi mà nó có dính những cái tóc tiếc các thứ ra thì các bác chỉ vào cho đây các bác gạt cái là sạch luôn, những cái rác nó dính đây các bác cho đây các bác gạt cái là sạch luôn nhá. À, phần thân thiết kế thì toàn bộ inox này. Đấy, tay cầm treo thứ rất ok. Đây là cái phần ấy này, đây là phần chổi này, đầu chổi thì dạng cước nhá, nên là không lo nó bị dính bụi bẩn vào đây nhá. Đấy là các bác quét hot vào ok là xong luôn. Đấy, và cái phần này các bác có thể bẻ này, bẻ gập này, bẻ sang hướng bên này, để sang hướng bên này rất ok. Các bác lách vào những cái phần gầm bàn gầm ghế cho em rất ok luôn. Thì một chọn một cái bộ nhai là 160.000 và về là các bác có thể gấp gọn vào rất là tiện dụng luôn. Là khi mà bên em gửi đi sẽ tháo rời ra nhá, còn về các bác lắp vào là xài. Đấy thì chọn một bộ nhai là mua một được hai luôn, là gồm cả một chổi cả hot jack luôn là 160.000 nhá. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây đấy chị em ạ, đây là một combo chổi quét nhà kèm theo cái hot jack xịn sò này nữa. Cái chổi này lại xoay được 180 độ nên rất tiện lợi, có thể quét được mọi góc nhà, gầm giường, gầm bàn đều rất dễ dàng mà không cần phải tốn nhiều sức. Điều đặc biệt nằm ở cái hot jack này được thiết kế dạng răng cưa nên có thể gạt sạch rác bẩn, tóc và những thứ hay bám nữa. Khi dùng xong lồng hai cái vào nhau gập gọn, cất đặt gọn gàng. Em dùng cái này rất ưng ý luôn các chị ạ, link sản phẩm em để dưới giỏ hàng. Đấy, ở góc dưới dùng rất ưng ý luôn nhá. Đấy, mua một là được hai luôn nhé. Đấy, và dùng rất là hay. Đấy, các bác đi đâu là các bác cầm đấy cho em đỡ phải đi tìm chổi đi rác mất công. Đấy, mình cứ dùng đâu mình đến đấy mình hót vào, sau đó khi mình dùng xong cất gọn vào hai cái chung với nhau, thế là thành một bộ luôn, chổi kèm hót rác nhá. 160.000 một bộ này, giá rất là hay luôn. À, giá rất tốt luôn, mà mua một được hai, chính ra vào là có 80.000 một sản phẩm thôi. Bình thường là các bác mua những cái chổi xịn sò này nó cũng rơi vào tầm 100.000 hơn 100.000 cái này. Đây các bác mua cả một bộ combo này, cả chổi hót rác này, nó chỉ có 60.000 thôi mà thiết kế rất thông minh, dùng rất tiện trong gia đình nhà mình luôn. Đây nhá, em sẽ quay lại một lần nữa nhé, chi tiết về cái sản phẩm này, để về khi mà các bác nhìn vào cái hình ảnh em đang quay này. Đấy, cái hình ảnh em đang quay này là chổi này và hot jack này. Đấy thì về các bác lắp đặt đúng nha cho em, và các bác khớp vào là rất ok luôn. Đấy, đây các bác nhìn thấy nhá, đây em đang quay chi tiết về cái bộ sản phẩm này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái dòng chăn đũi mùa hè này. Đấy, rồi là gối công tế học này, và có thêm cho bác đó là chiếu điều hòa nhá, tiếp tục lại về chiếu điều hòa. Đấy, thời tiết hiện tại đang rất là nóng bức rồi, bác mua cho em mấy cái sản phẩm này về dùng rất là hay trong mùa hè này. Miền Bắc miền Nam đang vào đợt nóng, nóng kinh khủng luôn. Đấy thì các bác mua cho em cái mã này về. Đấy thì đợt này về thêm cho bác cả gối cả chăn cả chiếu luôn, chọn bộ luôn về là các bác xài nhá. Đây chiếu thì là dòng chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm cực kỳ mát luôn, nằm rất thích. Dòng này thì nói chung là một cái sản phẩm rất tốt trong mùa hè rồi, các bác nằm thì bao mát bác luôn, ngủ cực kỳ ngon luôn. Đấy, nóng như mà nằm con chiếu này mát lạnh người luôn. Đấy, nó gọi là chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm rất mát luôn. Cái này nhà em đang dùng một cái rồi, nằm rất thích. Đây có phần dây thun bo góc này để các bác thắt vào cái phần góc giường thứ là nó không bị trôi xô chiếu, không bị xô chiếu nhá. Đây toàn bộ thì được bo viền. Đấy, may bo viền nên không lo nó bị xù chiếu, là dùng rất bền luôn. Cái dòng này thì các bác yên tâm đi, dùng siêu bền nhé, bảo hành với bác luôn. Nhà em xài có cái chiếu này cỡ khoảng tầm hơn 3 năm này, không có bị xô bị xù nào cả, dùng rất bền luôn, dùng rất bền luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái chiếu điều hòa chiếu mây. Đấy, chiếu điều hòa chiếu mây này,
chiếu điều hòa. Chiếu điều hòa thì hiện tại em đang có hai mã nhá, là một mã mét 6 nhân với lại 2 mét nhá, và một mã mét 8 nhân với lại 2 mét. Đó thì bên em đang bán đồng giá luôn là 160.000 một cái, giá rất bình dân luôn, chỉ có 160.000 thôi. Bỏ ra giúp em là 160.000, sở hữu cho em là một cái chiếc chiếu rất là mát nha, nằm rất thích luôn. Bao dùng bao xài luôn, về các bác nằm mà không mát không lấy tiền bác luôn. Nhiều bác hỏi là nằm có mát không? Yên tâm em đi, vì em đang dùng thực tế thôi, nằm rất mát luôn, nằm thích lắm. Đó. 1m6 x 2 và 1m8 x 2 thì về các bác đo xem cái kích thước giường thì mình bao nhiêu nhá. Đấy, bao nhiêu thì báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác loại đấy. Mà mua 1m6 thì báo cho em 1m6, mua 1m8 thì báo cho em 1m8 nhá. Thì chiều dài chung của nó là 2m, còn chiều rộng thì giường thì có cái 1m6, giường thì có cái 1m8. Cái này thì hai kích thước là hai kích thước phổ thông nhất của hiện nay rồi. Đấy, chiếu điều hòa nhá, 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đồng giá là 160.000 một cái nhá, thì sẽ có hai mã chiếu như thế, hai kích thước khác nhau như thế. Thì đây. Em đang giả một cái quay luôn bác coi này. Đấy, chiếu rất đẹp luôn, khi mà giả ra rất đẹp luôn này. Bo viền, bo viết các thứ đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đấy, bo viền bo viết các thứ ngon lành hết luôn. Đấy đây. Rất ok, may khâu rất cẩn thận, các bạn nhìn đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đấy, phần mây đan các thứ rất ok nhá. Chiếu mây chiếu điều hòa, nằm siêu mát trong mùa hè luôn nhá. 160.000 một cái nhá. Kích thước là 1m6 và 1m8 thì các bác cứ lấy mã nào thì cứ báo nhà em nhá. Lấy mã nào báo nhà thì nhà em sẽ nhặt cho bác mã đấy. Rồi đã có chiếu rồi thì phải có gối luôn nhá. Đấy, phải có gối luôn thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã gối công thái học nhá. Mã gối công thái học, mã này thì em cũng bán rất nhiều rồi. Gối công thái học này, lên mã em sẽ ghi gối công thái học, em báo giá luôn. Giá chỉ có 120.000 một cái thôi. Bình thường các bác mua những cái gối bình thường ấy, gối bình thường không có gọi là chức năng gì ấy, đã rơi khoảng tầm 100.000 cái đâu. Nhưng con này nó có chức năng là công thái học, thiết kế dạng công thái học. Đặc biệt cho bác nào mà ngủ ngáy này, ngủ không sâu giấc này, bác nào mà đang bị đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái gối này về. Đấy, thay đổi cái tư thế nằm đi. Đấy, cho nó đỡ bệnh nhá, đỡ bệnh thì đây. Sản phẩm thì mới nguyên nhá, mới nguyên. Đấy, những cái sản phẩm chăn chiếu gối nha thì bên em ưu tiên sẽ là hàng mới nhá, không dùng hàng cũ nhá. Bởi vì hàng cũ dùng đôi khi là rất là sợ. Đấy, bên em sẽ ưu tiên là hàng mới keng luôn. Con này thì hàng mới keng nguyên trong vỉ nha. Đấy, nó thiết kế là dạng công thái học nha này, các bạn nhìn này. Đấy, dạng công thái học nha. Đấy, nên khi mà các bác nằm ấy, nó sẽ ôm trọn cái phần gáy, phần cột sống các bác, giúp các bác nằm ngủ nó được ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn các bác nhá. Ngủ sâu giấc hơn. Cái gối này kích thước rất là to luôn. Kích thước rất là to đây. Kích thước của nó này, đây, hàng của nó tem mác ngon lành hết này. Kích thước của nó 74 x 48 x 4 cm nhá. 74 chiều dài của nó là 74, chiều rộng của nó là vào là đi 48 nhá, và chiều cao là 4 cm. Đấy, cái chiều cao theo tiêu chuẩn quốc tế luôn đấy, theo tiêu chuẩn của công thái học. Những cái gối này các bác yên tâm là nằm không nó bị xẹp luôn, bảo hành cho bác luôn về độ xẹp. Nếu mà xẹp bên em cho bác trả lại luôn, nằm bao dùng bao xài luôn, các bác nằm thoải mái không lo nó bị xẹp đâu. Đấy, thiết kế dạng công thái học, ôm trọn cái phần gáy của bác nhá, nằm rất thích luôn. Đấy. À, ngủ ngáy, ngủ không sâu giấc này, các bác nằm con này cho em rất ok. Đấy, toàn bộ phần bông của nó nằm thoải mái nhá. Đấy, cái bông này của nó không biết là cái bông gì nhưng mà các bác ấn thoải mái, không lo nó bị lõm này. Ấn xong nó đàn hồi lại trở về cái trạng thái ban đầu luôn. Đấy, về ví dụ các bác có cái vỏ gối các bác lồng vào treo là các bác xài, hoặc các bác có thể nhờ các bác về xài trực tiếp cũng được, như nào được nhá. Giá thì bình dân thôi, 120.000 một cái. Lên mã em sẽ là cái gối công thái học nhá, thiết kế công thái học, thiết kế thông minh, 120k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Phạm Thoại ngủ quên trên live bao giờ chưa? Đây ạ, chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái, ngủ sâu giấc, không bị đau cổ vai gáy, không bị ngáy nữa nhá. Đấy, nằm rất ok luôn, đặc biệt cho các người già nằm rất ok, ngủ ngon hơn luôn nhá. 120k một cái. À, chất bông không bị xẹp nhá, không bị xẹp, thiết kế cực kỳ là đẹp, sang trọng và rất là to. Đây, gối này của nó thực tế nếu mà bình thường các bác gối được cả hai người luôn, nhưng mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất của công ty thì các bác nên dùng mỗi người một cái, dùng cho ok. Đấy, có chiếu có gối rồi thì qua luôn các bác. Đó là cái mã chăn này, cái mã chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Cái mã này thì nói chung là siêu chất lượng luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá, lên mã thì em sẽ là cái chăn đũi hữu cơ sơ đậu này.
Em báo giá luôn nhá, giá cái sản phẩm chăn đũi này hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 150.000 một cái nhá, 150k. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái chăn đũi nhá. Các bác nghe cái chất đũi thì các bác biết về cái chất của nó rồi, chuyên dùng cho mùa hè, và cái chăn này thì chuyên dùng cho mùa hè. Đấy, hoặc nhà bác nào mà điều hòa mùa hè mà hay bật điều hòa. Đấy, bình thường là các bác dùng những cái chăn mỏng quá thì lạnh, mà những cái chăn dày quá thì lại nóng. Thì các bác mua cho cái chăn này về, chuyên dùng cho mùa hè luôn, nằm rất mát nhá. Đấy, nó là dạng, nó là chất đũi mà chiết xuất là từ hữu cơ sơ đậu này. Đấy, dòng này thì dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, chăn là chăn của Hàn Quốc, rất chất lượng luôn, chăn là cũng là chăn mới luôn, toàn bộ được bo khâu viền hết này. Đấy, bo khâu viền, phần bông thì các bác xài yên tâm đi. Đấy, xài yên tâm, giặt máy cho em thoải mái luôn, giặt máy thoải mái luôn, không lo nó bị xù, bị dồn lông nhá. Đấy, nằm rất thích, cái độ mỏng nó vừa phải nên là rất phù hợp các bác dùng làm chăn mùa hè nhá. Đấy, mùa hè thì ban ngày thì nó rất là nóng, nhưng ban đêm khi mà nhiệt độ nó xuống rất là nhanh, xuống rất là thấp nhá. Đấy, các bác nên có một chiếc chăn dự phòng nha, nằm rất thích luôn, nằm lại không lo nó bị nóng quá, không lo nó bị lạnh quá nhá. Nó là chất đũi nên là nằm nó mát mát, dạng mát mát vừa phải nhá, nằm rất thích luôn. Cái này em đang xài mà nằm thích cực kỳ, bán rất là nhiều rồi, chưa ai chê về cái mã chăn đũi này cả, mà giá nó bình dân thôi. Đợt này nó giá rất là tốt đấy. Năm ngoái những cái tầm này nó cao điểm ấy, em bán hơn 200.000 một cái đấy. Đợt này nó về cái lô này thì hàng nó cũng phổ thông rồi nên là giá nó cũng dễ mua, dễ tiếp cận các bác hơn, là 150.000 một cái nhé, 150.000 một cái. Lên mã giúp em sẽ là cái chăn đũi hữu cơ sơ động này, 150k một cái chăn đũi này cũng nhá, 150.000 một cái. Chất đũi thì các bác yên tâm là rất là mát và chuyên dùng cho mùa hè rồi. À, quên với không nhắc với các bác là kích thước của con này thì rất là to luôn. Kích thước của nó là bên em lấy là hàng to nhá. Kích thước của nó là 2m x 2m3. Đấy, ví dụ nhà các bác đông người, hai vợ chồng với thêm hai đứa con nữa là đắp thoải mái cho ăn luôn. 2m x 2m3 này. Đấy, nên là kích thước nó rất là to mà. Đấy, 2m x 2m3. 2 người đến 3 người đắp thoải mái cho ăn luôn. Đấy, rất to nhá, 2m x 2m3. Đấy, dòng chăn chuẩn hàng loại 1 luôn, có may khâu viền, chất lượng các bác cứ nhận hàng kiểm tra. 150.000 một cái, giá rất bình dân. Đây, các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Vẫn chưa hạ nhiệt, chính là dòng chăn hè đũi quốc dân này nha mọi người nha. Được làm từ dòng vải đũi hữu cơ đậu lành, vô cùng mềm mại và thoáng mát. Chưa hết, lớp bông trần ở bên trong là dòng bông hơi kháng khuẩn, cho nên tạo cái cảm giác cực kỳ êm ái khi sử dụng. Khổ chăn là khổ chăn kích thước 2m x 2m3. Và có một điều đặc biệt hơn là với cái chăn trần bông này, mọi người có thể yên tâm giặt máy thoải mái mà không sợ bị xù lông, không sợ bị vón cục đó. Bộ màu thì lên đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok luôn. Đấy, nằm rất mát, các bác cứ mua về dùng thử em cái, đảm bảo các bác nghiện luôn. Cái này em bán rất nhiều, có những người ta lấy 2-3 cái, lấy hộ hàng xóm láng giềng, rất ok, nằm rất ok. 150.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái dòng chăn đũi hữu cơ đấy, sơ đậu này, nằm bao dùng bao xài bác luôn, 150k một cái, chuyên dùng trong mùa hè nhá. Đấy, chuyên dùng trong mùa hè, nằm rất phù hợp luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái thùng khăn rút treo tường này, một thùng là 4 gói nhá, một thùng 4 gói, dùng rất là hay luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái thùng khăn rút treo tường, một thùng 4 gói, giá nó thì bình dân hay rẻ thôi. 100.000 một cái thùng này. Hàng này thì hàng của công ty Việt Nam Airlines nhá. Đấy, bên em ôm lô, bên em người ta thanh lý cái lô hàng này rất ok luôn. Đấy, hàng sản xuất cho chuyên dùng cho trên máy bay các bác nhá, dùng rất là ngon này. Đây. Đấy. Dây khăn lụa cao cấp này, Vietnam Airlines này. Đấy, có địa chỉ đầy đủ công ty thì ok luôn nhá. Đây, thì em sẽ bóc cho bác coi này. Một thùng của nó 4 gói, mỗi gói là hơn 1.000 tờ cơ, dùng được lâu lắm. Đó. Về cái này các bác mua thùng này về các bác xài cả. Đó, bác nào dùng ít chắc xài cả năm rồi. Còn ví dụ bác nào dùng nhiều thì chắc khoảng tầm 6 tháng, 8 tháng với hết chắc hết thùng này luôn, dùng được nhiều lắm. Đây. Thì nó sẽ có đi kèm là cái móc dán như này, thì về các bác dán cái móc này lên tường coi nhá, dán cho một cái móc này lên tường, sau đó là các bác treo cái túi đi lên. Đây, nó có cái phần móc đeo này, treo túi lên, và ở cái đít của nó ấy, là nó có một cái chỗ là đây này, nó gọi là cái vết xé này, thì các bác cứ nhìn này, xé theo đường kẻ chỉ dẫn nhá. Đấy, thì ở đây nó có cái chỗ xé này, các bác xé cho em, xé cho em nhá. Đây, các bác xé này, đó, các bác xé này. Đấy, sau đó các bác lần này, các bác rút ra cái tờ đầu tiên. Đấy, rút ra. Đấy, thì cứ thế là các bác treo lên, là cứ thế các bác rút ra thôi. Các bác treo ở những cái chỗ nào thuận tiện, ví dụ như là nhà vệ sinh này, rồi là chỗ nào bàn bếp các thứ, là chỗ nào bàn mâm bàn ăn thứ mình ăn. Đấy, lỗi là mình dùng tiện cái là mình có cái là mình rút ra luôn, không cần phải để trong hộp nhiếc gì lằng nhằng, treo lên là các bác ấy thôi. Đấy, nó gọi là cái khăn rút treo tường nhá. 100% bột giấy nguyên chất này, mềm mại thấm hút tốt này, thân thiện môi trường nhá, hàng của Vietnam Airlines.
Một cái túi này thì tổng thì sẽ có là 1.500 tờ, tương đương với là 1.500 lần rút nhá, 1.500 lần rút rất là được nhiều luôn. Đấy thì đây em sẽ quay bác coi mẫu sản phẩm này. Đây nhá, đấy ví dụ về là các bác treo lên cái móc ở nhà là mình hạn này, hoặc cái móc mà trong hộp nó có sẵn này về các bác dán lên, sau đó các bác treo lên. Và ví dụ lúc nào các bác dùng thì như này nhá, nhá là các bác xé theo cái đường mà em vừa chỉ ấy. Đấy và cứ thế các bác rút ra như này thôi. Đấy cứ thế là mình rút ra nhà. Mình dùng ở đâu mình rút ra đấy, rất tiện dụng luôn. Đấy, rút ra. Khăn thì cực kỳ dai, chắc chắn nhá, khăn dai và không bị mủn các bạn. Khăn dai bị mủn dùng thích cực kỳ luôn. Đó, một thùng là 4 gói. Đó, một thùng là 4 gói nhỉ. Đấy, 4 gói này là tính ra là vào có 25 ngàn một gói thôi. Mà một gói của nó là được những mua là 1.500 tờ, rất là được nhiều luôn. Đấy là tính ra vào có 25 nghìn một gói. Bình thường các bác mua một cái gói này ở quán kia các thứ giờ nó giá nó cũng rất là cao, giá rất là cao. Ít nó khoảng tầm những cái gói 1.500 tờ đấy rơi khoảng tầm 30-40 nghìn một gói luôn đấy. Đây các bác mua cả thùng, giá nó chỉ có là đi 100 ngàn một thùng thôi. Lên mã thì em sẽ cái thùng giấy khăn rút treo tường nhá, khăn rút treo tường một thùng là 4 gói. 1.500 tờ một gói nhá. Đấy hàng của hãng Việt Nam Airlines, giá đang gửi bác là 100 ngàn đấy, về treo lên. Sau đó các bác xé cho em cái chỗ mà đít ấy, nó chỉ ấy. Đấy, nhớ cho em là các bác xé theo cái hướng dẫn ở chỗ đít này. Đây này, đây, xé theo đường kẻ chỉ dẫn này, xé theo cái đường kẻ này và cứ thế các bác rút ra các bác xài thôi nhá. Đấy, lúc nào hết là các bác lại thay túi mới và xài. Treo những chỗ nào các bác cần rút nhá. Thấy chỗ nào thuận tiện thì mình treo và mình xài, rất là hay luôn. 100k một thùng, bán cả thùng luôn nhá, không bán lẻ một gói nhá. Bán cả thùng luôn là 4 gói là 100 ngàn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng máy rửa xe chạy pin này. Đấy, máy rửa xe chạy pin. Giá thì cũng rất tốt luôn, bao giá thị trường luôn nhá. 270 ngàn một cái máy rửa xe chạy pin này. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái máy rửa xe chạy pin nhá. Đấy, máy rửa xe. Máy rửa xe chạy pin. Giá của nó sẽ là 270k. Và trong video này thì bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Giá rất tốt lại còn bao ship tận nhà nữa. Sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Về các bác chỉ việc lắp pin vào là mình xài thôi, không cần phải thêm thắt hay nhiều cả. Trong hộp nó có đầy đủ rồi. Đây, dây dẫn nước này. Rồi phụ kiện đi kèm này. Đấy, phụ kiện đi kèm rồi có cả sách hướng dẫn sử dụng lắp đặt này. Đây. Đấy, phần đầu van lọc nước các thứ này, đầu van các thứ này. Rất ok. Rồi đi kèm là có thân máy này, một thân máy này. Thân máy đây là phần công tắc bấm nhá, một công tắc bấm này. Đó, rồi là pin của nhá, pin. Đấy, pin. Pin có đi kèm. Pin của nó sẽ là chân pin Makita nhá. Về ví dụ như là cái pin này nó hết ấy thì mình có thể là thay những con pin Makita vào. Đấy, còn cái pin này thì cũng dùng thoải mái rồi. Và rồi là một cái hộp này là cái lọ tạo bọt thì về các bác cho cái nước rửa bát vào đây. Hoặc xin lỗi bác là cái xà phòng rửa xe nữa cho đây là nó sẽ tạo bọt rất là ok luôn, tạo bọt để các bác rửa xe. Cục sạc cho pin này, đấy, cục sạc cho pin thì về các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô đây, sau đó là các bác cắm vào cái nguồn điện 220 là các bác sạc cho rồi. Đây nó có báo đèn báo này, đấy, báo cả đèn báo luôn. Thì con này dễ dàng lắp đặt lắm, về các bác lắp vào là xài thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đó, thì lắp pin vào này. Đấy, em test bác coi nhá. Đây, vẫn còn nguyên nước này. Đấy, vẫn còn nguyên nước của bên nhà xuất test này. Đấy, rất cẩn thận luôn. Máy chạy rất êm và cái lực bắn rất là khỏe nhá. Về các bác dùng để rửa xe này, rửa sân này, rồi là đặc biệt ví dụ như là các bác tưới cây, con này tưới cây rất là ngon luôn. Đấy, tưới cây tưới cối rất ngon lành nhá. Tưới cây các thứ các kiểu cho em rất ok. Đó thì một con máy nha, giá nó rất là bình dân thôi. Đấy, 270 ngàn một con, đầy đủ phụ kiện, cả pin, cả thân máy, cả dây dợ nguồn nước các thứ giờ mà chỉ có 270 ngàn thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Đó, máy rửa xe chạy pin nhá, máy rửa xe chạy pin 270 ngàn một cái, bao ship tận nhà là bác luôn. Đó, các bác chốt nhanh coi nhá, hàng số lượng có hạn này. Máy rửa xe chạy pin về rửa xe, tưới cây, rửa sân, làm rất nhiều việc luôn, rất tiện dụng. Cái con này không cần phải dây dợ lằng nhằng, không cần phải kéo dây điện đấy nữa ra, về chỉ việc lắp pin và là chạy thôi. 270 ngàn một cái. Tiếp theo thì lại là về tiếp tục cái dòng ghế thấp inox này. Lên mạng em sẽ ghế thấp inox nhá, hàng inox 100% này, cực kỳ xịn luôn. Đó, con này thì các bác dùng yên tâm thì bao bền, bao vĩnh cửu bác luôn. Chắc là các bác dùng cái ghế này chắc là hết đời người luôn. Đấy, dùng hết đời người luôn, ghế bền cực kỳ. Chất liệu thì bằng inox nhá. Và cái phần mặt ghế này, cái phần mặt ghế nó tiết diện là nó rất là to. Đây này, em đo bác coi nhá. Tiết diện của nó là vào là 26cm nhá, rất to luôn. Đấy, các bác mông to, đít to là các bác ngồi cho em thoải mái luôn. Hàng 4 chân nhá. Đấy, nó hàn đan xe này, đan chéo này, nên khi mà các bác sử dụng
rất bền các bạn, rất bền. Bình thường là những cái ghế nó chỉ có hàn theo đính theo như này thôi, nhưng cái đây con này nó hàn này, có nhìn này, đấy nó hàn này, hàn theo đường chéo này luôn, nên nó tạo cái độ khỏe cho ghế rất ok luôn. Đấy, inox 100% rất xịn sò, ok. Đấy, bình thường là các bác xài những con ghế nhựa ở đây, ví dụ như này em đang xài con ghế nhựa, hàng thì cũng ok đấy, cũng chắc chắn đấy, nhưng mà cũng các bác nhìn này, ngồi một thời gian là bắt đầu nó sẽ tách dần, tách dần. Đấy, nó sẽ tách dần nha, các bác nhìn này. Đấy, và ngồi thời gian nữa là nó sẽ vỡ hẳn ra luôn. Đấy, nên là dùng nó không được bền nữa, mà cái phần tiết diện ghế nó nhỏ. Đấy, ghế nó nhỏ nên là ví dụ này là bác nào mà mông to đít to là ngồi nó không vừa đâu. Đấy, như con này là ngồi thoải mái luôn. Đấy, về các bác ngồi ăn cơm, ngồi rửa bát, ngồi nhặt rau thứ là bếp giáp rồi thi thoảng ví dụ mình có cần. Đấy, có khách có khứa đông người. Đấy, ngồi nhiều việc lắm, ngồi nói chuyện nó trò ok, quây quần mà quanh bếp lửa thứ là các bác ngồi rất là hay luôn. Mà giá nó bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ghế inox thấp nhá. À đây con này em đo cho bác chiều cao. Chiều cao nó rơi vào khoảng tầm là đi 14 cm nhá. Đấy, 14 cm khá là vừa, ngồi khá là vừa đấy. Ghế chắc chắn và có thể chồng lên nhau luôn nha. Đấy, có thể chồng lên nhau luôn nha. Đó, đây. Chồng lên nhau nha, luôn ok luôn nhá, thôi nhá. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái ghế inox thấp nhá. Giá em đang gửi bác một cái ghế inox thấp này là 50 ngàn thôi. 50 ngàn một cái ghế inox thấp nha, 50 ngàn một cái. Giá rất hạt rẻ. Các bác bỏ ra có 50 nghìn thôi, dùng con này thì siêu bền luôn. Đấy. Dùng những cái ghế nhựa, ghế gỗ để thời gian nó mọt biết các thứ rồi nó ngồi nó vỡ, như con này thì những cái dòng inox này thì cực kỳ bền bỉ rồi. Siêu bền, giá bình dân 50 ngàn một cái nhá. Lên mạng em sẽ cái ghế inox thấp nhá, 50k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì một cái sản phẩm rất là hay và cũng rất là hữu ích này, mà giá thì rất là bình dân thôi, 10 ngàn một cái nhá, 10 ngàn một cái. Các bác cứ lên mạng em sẽ được cái kệ hai dâu. Đấy, kệ hai dâu về các bác dán lên tường, dán lên đầu giường, dán lên chỗ nào mà ví dụ như là tivi các thứ này, hoặc là gần những chỗ mà điều khiển điều hòa hoặc là điện thoại này, các bác sạc này, các bác để lên rất tiện dụng luôn. Lên mã em sẽ cái kệ hai dâu nhá. Đấy, cái kệ hai dâu. Kệ hai dâu này sẽ có giá là 10 ngàn một cái thôi, 10 ngàn một cái. Giá rất bình dân mà rất là tiện luôn. Đi kèm nó sẽ có là cả một cái miếng dán này về các bác dán lên tường. Nên những chỗ nào các bác cần dán nó dán lên, sau đó là các bác sử dụng. Còn nếu mà các bác không yên tâm thì mình có thể là đóng cái đinh vào đây. Đây nó có hai cái lỗ để các bác đóng đinh vào này. Đấy, còn đây là hai cái móc bên này. Ví dụ các bác móc này các bác đeo chìa khóa. Còn những cái bên này thì ví dụ các bác để điện thoại vào đây. Đấy, và ở đây rất là hay là nó có cái khe này. Đây nó có cái lỗ sạc này. Đấy, các bác để lên đây là các bác vẫn có thể là vừa sạc điện thoại và các bác vừa để được lên cái kệ này. Rất là hay luôn. Nó rất hay nhá. Đó, rất là ok. Rồi lên mã giúp em sẽ là cái kệ hai dâu. Đấy, kệ hai dâu bên em đang gửi bác sẽ giá sẽ là 10 ngàn. Một cái kệ hai dâu này 10 ngàn một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, đây. Đấy, bình thường các bác để điện thoại nó rất là dễ rơi. Đấy, sau khi các bác dán lên đây. Đấy, vừa sạc điện thoại vừa để đây nhá. Rồi là những cái điều khiển điều hòa các thứ rồi. Đó các bác để nó xem rất ok. Đây. Đó, rất là ngon lành luôn. Đấy. Đây nó có những cái móc này, các bác có thể là để móc chìa khóa, móc kính, móc các thứ lên đây này. Đấy, rất ok, vừa được, nói chung là sử dụng được rất là nhiều việc nhá. Để điện thoại, để điều khiển điều hòa, rồi là móc đồ có điếc các thứ lên đấy, đấy rất ok. Mình lắp ở đầu giường các thứ hoặc là những cái chỗ mà bảng điện, rồi là những cái chỗ cần thiết mình để đồ nó ok. 10 ngàn một cái thôi. Kệ hai dâu nữa nhá, kệ hai dâu, 10k một cái kệ hai dâu nha. Đèn năng lượng tích điện này, các bác cứ lên mã em sẽ được cái đèn năng lượng tích điện nhá, đèn vàng năng lượng tích điện nhá các bác nhá. Giá thì em báo giá luôn, giá rất tốt và các bác rất dễ mua luôn, 180 ngàn một cái các bác nhá. Lên mã em sẽ được cái đèn vàng. Đấy, đèn vàng tích điện này. Đấy, đèn vàng tích điện có cả sạc năng lượng luôn. Giá sẽ là 180k một cái sản phẩm nha. Đấy, 180 ngàn một cái. Giá rất là rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất hay. Đấy, đặc biệt bắt đầu sang cái mùa hè rồi. À, thời tiết nắng nóng, tình trạng mất điện nó đóm rất nhiều. Đấy, rồi là các bác đi công trình công trường, đấy, đi ra những cái chỗ mà nó không có điện lưới, các bác mang con đèn đi các bác chiếu sáng rất tiện dụng luôn nhá. Nó có sẵn pin tích điện xong này, ngoài ra thì có sạc được luôn cả năng lượng mặt trời và sạc được bằng cả điện lưới luôn các bạn. Đấy, sạc được bằng cả điện lưới luôn. Đây tổng quan con đèn đây đó. Toàn bộ thì nó sử dụng dòng chip led các bạn nhá, chip led này. Cái này thì em đếm sơ sơ nó rơi khoảng tầm hơn 300 cái mắt led này, coi nhìn này. Đấy, hơn 300 mắt led. Nó có 4 cái pha nha. Đấy, 4 cái pha led. Tổng là hơn 300 mắt led nhá. Rất nhiều mắt led nên rất sáng luôn. Đấy. À, có chuẩn IP chống nước, chống bụi nhá. IP66 chống nước và chống bụi nhá. Chống nước, chống bụi và chống côn trùng. Phần trước này thì là mặt kính luôn, rất chắc chắn. Đấy, mặt kính ok luôn này. Đây, bo viền các thứ, chống va đập, chống vỡ. Phần mặt sau
và sau thì nó sẽ là một cái tấm năng lượng sạc mặt trời đấy, sạc năng lượng mặt trời nha. Đấy thì nếu mà các bác không có điện lưới thì mình có thể mang ra phơi nắng để các bác sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Đấy các bác cứ ra phơi này thôi, nó có ánh nắng thì đây các bác nhìn này, nó đang báo đang sạc, cái này là sạc được bằng cả cái ánh điện là luôn rồi. Đó, đây các bác nhìn này, báo đang sạc không nhá, đấy báo đang sạc đấy. Còn ví dụ bây giờ che đi cái là nó sẽ mất luôn, đó thấy không, che đi cái mất luôn. Còn đây em bỏ ra cái này, đó thấy không, báo luôn, báo luôn đấy, báo đèn luôn, rất ok nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có sạc bằng điện lưới luôn, nó sẽ có hai cổng này, một cái cổng là output là cổng ra đấy, tức là các bác muốn sạc cho điện thoại thứ giờ thì các bác cắm vào đây đấy, cắm cái dây sạc điện thoại đây để các bác sạc cho điện thoại nhá, sạc ngược lại cho điện thoại. Còn nếu mà các bác sạc vào thì các bác cắm vào cái cổng nhỏ này đó, thì nó sử dụng cái cục sạc điện thoại ấy. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại 5V 2A các bác cắm vào đây, đây nó có cái chân USB này đấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Em nói luôn là sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nữa nhá, còn sạc tích điện thì sạc bằng điện lưới thì nó sẽ vào là nhanh hơn, còn sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đây nhá, về nếu mà các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này đấy, ví dụ như nhà em đang bán cái cục sạc Samsung này, thì về nếu mà các bác có những cục sạc như này các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái đèn này đấy, thế thôi đấy, cắm vào cái cục sạc điện thoại là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Thì bên em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A này, 5V 2A này, giá của nó sẽ là 30.000. Các bác cứ lên mã cho em xem cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc 5V 2A nhá, giá sẽ là 30.000 một cái cục sạc này. Đấy, rồi đi vào cái quay trở lại với cái đèn, thì đây chiếc đèn cực kỳ chất lượng luôn, chắc chắn lắm, cầm nặng trịch tay luôn. Đó, đi về các bác chỉ việc bật lên là các bác xài thôi. Con này rất nhiều chế độ sáng nhá, đấy có cả đèn trắng, đèn vàng, đèn hỗn hợp này, rồi là nháy cảnh báo SOS luôn. Thì giờ em sẽ đi ra test các bác xem thực tế về cái ánh sáng nhé, để các bác xem nó trực quan hơn. Đây nó có cả cái phần cái móc đeo này, thì mình về mình có thể treo lên nhé, đeo lên rồi treo lên đây, cả phần móc đeo này, rồi cái này là cái gá các bác có thể để treo lên để nó pha xuống, rất tiện dụng luôn, thiết kế rất thông minh đó, chắc chắn ok. Lên mã cho em sẽ là cái đèn vàng tích điện nhá, đấy đèn vàng tích điện 4 pha nha, 4 pha 1 2 3 4, giá sẽ là 180.000. Đó, thì đây em sẽ test cho bác xem thực tế về cái ánh sáng của nó nhá. Đây nha, em đang quay trời tối đây, em sẽ bật đèn và test cho bác coi luôn này. Đây em bắt đầu bật đèn này nhá, đấy thấy không, rất sáng luôn nhá, các bác nhìn này, kinh khủng khiếp luôn đấy. Mà cái pha sáng của nó, cái tầm cái pha nó sáng nó rất là rộng, cái diện tích khoảng trống rất là rộng, các bác nhìn này, đấy đây thấy không, cái này em đang quay trong cái không gian rất rộng luôn nhá, đấy một cái bãi đất rất rộng luôn này, đây các bác nhìn này, đó rất sáng luôn nhá. Tay trên tay em chỉ có duy nhất cái này thôi này, đấy chế độ này chế độ ánh sáng màu trắng nhá, chuyển sang chế độ ánh sáng màu vàng này, đấy có cả màu vàng luôn đấy, rồi là ánh sáng vàng trắng lẫn lộn trung tính này, đấy rồi là có cả chế độ sáng vừa này, đấy nháy cảnh báo LED nhá, đây cái này đang nháy cảnh báo này, đấy rồi chế độ tắt hẳn này, đó rất sáng luôn, nhìn này, cái pha nó sáng rất rộng luôn nhá, cả một cái bãi đất rộng này mà rất sáng luôn, đấy chỉ có duy nhất một con đèn thôi, rất sáng. Đây tắt đi nhá, tắt đi này, coi nhìn này, đấy, tắt đi này, tối om luôn, đó thấy không, rất ok, đấy, một con đèn cực kỳ sáng. Về các bác dùng sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền này, rồi các bác công trình công trường xài này cho em rất ok luôn, rất tiện dụng, không cần dây dợ gì lằng nhằng, chỉ việc là mình sạc vào, sạc đầy pin sau đó các bác mang đi các bác xài thôi. Đấy, lúc nào hết pin thì mình lại mang ra mình sạc lại nhá, là lại dùng được nhiều lần. Đó rất ok. Giá 180.000 một chiếc nhá. Đấy 180.000 một chiếc. Test cho bác xem thực tế về độ sáng rồi, quay rất chi tiết luôn, đèn rất chắc chắn nhá. Đó. Đó thì em báo giá là lần nữa nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn vàng tích điện có 4 cái pha LED nha. Giá sẽ là 180.000 một cái. Và ngoài ra nếu mà các bác muốn mua thêm cái cục sạc để sạc cho cái đèn này thì bên em đang bán cái cục sạc Samsung 2A này, giá sẽ là 30.000 một cục thôi nhá. Rồi các bác, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã A rất là hay. Đấy mùa hè đến rồi này. À, về các bác hay răng lưới, răng bạt nhiều, đấy mình căng lên để cho nó đỡ nắng thứ rồi. Rất là tiện dụng luôn, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy thì bên em bán giá rất bình dân thôi. Bán sẽ combo là một lần là 10 cái một nhá. Đấy bán combo là một lần là 10 cái một này. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này. 10. Đấy bên em có bán theo một combo là 10 cái kẹp bạt như này. Về các bác dùng để kẹp bạt, kẹp lưới, che nắng, che nước các thứ rất ok luôn. Nó có cả cái lỗ luồn dây nhá. Thì giá 10 chiếc kẹp bạt này, giá của nó sẽ là đi 15.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ, 15k có nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ kẹp bạt, kẹp lưới, che nắng, che mưa nhá. 15k một cái combo 10 cái nha. Đấy bán được combo là 10 cái luôn. Thì đây, về các bác chỉ việc là đặt cái lưới hoặc là cái bạt vào đây này, đấy, sau đó các bác ghim cái này vào, ấn nó vào. Đấy là nó sẽ có những cái lỗ này nó sẽ khớp vào này.
Đấy, sau đó các bác luồn cho cái dây này vào đây. Đấy, luồn cái dây thì các bác có thể kéo ra cái vào, các bác căng lên nó rất ok luôn, rất tiện dụng. Đó. Con này thì dòng nhựa ABS cao cấp này. Đấy, chống mưa, chống nắng các thứ là tránh mưa và nắng cho em thoải mái luôn, dùng rất là tiện. Đấy, mà giá là bình dân nó chỉ có 15 ngàn một chục cái thôi. 15 ngàn nhá, một chục cái kẹp bạt này. Các bác mùa cùng xem thực tế video rồi, này. Có bác nào tính làm máy căng bạt thì mua em này nha. Đây là kẹp lưới che nắng, nó có thể ghim bạt kẹp bạt rất tiện lợi, tránh việc các bác đục lỗ xỏ dây lâu ngày sẽ làm rách bạt. Chỉ 15k 10 cái thôi à, bác nào thích mua ủng hộ em nha. Và đấy, có đấy không? Đây có nhìn rồi, này. Có bác nào đấy, khi mà các bác có cái kẹp cái lưới đấy thì các bác mua con này về. Đấy, sau đó các bác kẹp nó vào. Đó, kẹp nó vào, sau đó các bác luồn dây vào nhá. Nó có cả cái lỗ luồn dây. Mình có thể kéo ra kéo vào hoặc là các bác căng lên. Đấy, nhìn khi mà căng lên lưới nó rất là căng là đẹp. Nó không bị trùng lưới, dùng không bị trùng lưới. Mua view các bác cứ tính theo diện tích kẹp thôi nhá. Đấy thì cứ 15k 10 cái, mua theo combo là 10 cái một nhá, không bán lẻ một cái thôi nhá. Đây không bán lẻ một cái. Rất tiện dụng luôn này. Đó, về các bác dùng, các bác căng lên nhìn nó rất là đẹp, chắc chắn mà nó không bị rách lưới, rách bạt nhá. Rất ok luôn, luồn dây vào là xài thôi. Đấy, kéo đi kéo lại trơn tru, bạt lưới là ngon lành luôn nhá. Đấy, luồn dây vào, kéo ra cái vào là ok. Rồi, lên mã thì em sẽ cái combo 10 cái kẹp bạt lưới, kẹp lưới cái bạt nha nhá. Giá của nó sẽ là 15 ngàn cho một cái combo 10 cái nha. Bán theo một combo một lần là 10 cái thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bình tưới cây 2 lít này, bình tưới cây dung tích 2 lít nha, về các bác dùng để tưới cây. Đấy, cũng bắt đầu vào mùa rồi, mùa nắng nóng và thứ nhiều này. Đấy, các bác mua về mình dùng để tưới cây, tưới cối này, tưới lan này, tưới hoa tưới hết rất ok luôn. Con này dung tích của nó là 2 lít nhá, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đó, nó có cả cái chế độ rảnh tay này. Đấy, chế độ rảnh tay các bác ấn vào đây, các bác để không này là các bác không còn phải bấm, tự động là sẽ phun ra thôi. Đấy, còn nó cũng dùng như những chiếc bình bình thường. Đấy, thì các bác chỉ việc là bơm khí nó vào, nó ép khí và bắt đầu là các bác bấm là nó sẽ ra. Đấy, phần đầu vòi thì có chỉnh các chế độ này. Con này thì siêu bền luôn. Đấy, các bác để nắng để mưa cho em thoải mái luôn. Đấy, chất liệu thì toàn bộ là nhựa ABS cao cấp luôn nhá. Đấy, rất cứng cáp, dày dẫn chắc chắn lắm. Đấy, dung tích là 2 lít. Đó, rất xịn sò. Một cái hay của cái sản phẩm này là nó khắc phục những cái lỗi của cái những cái bình trước ấy, là nó sẽ chế một cái gọi là cái van xả hơi này. Đấy, các bác nghe tiếng đây, em sẽ bơm hơi vào để em test cho bác coi này. Đấy, khi mà các bác bơm căng hơi vào đấy, và các bác tưới xong rồi nó còn một cái lượng hơi nhỏ nhất định nữa, nó ở trong cái bình này, mà khi mà các bác để lâu ngày, đấy, để lâu ngày thì những cái vết mà nó đã đúc sẵn rồi đấy, mà nó có những cái vết mà nó ghép hai bên vào nhau nha, ví dụ như cái lớp này, thì các bác để lâu là nó sẽ bị tách cái lớp này ra. Đó, nó sẽ tách cái lớp này ra, thì các bác lưu ý cho em là khi mà dùng xong là các bác sẽ xả hơi cho em. Đấy, có thấy không, có một cái van xả hơi nhá, thì nó khi mà hơi nó ra hết thì nó sẽ xả hết những cái lực ép của hơi đi. Đấy, thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ của bình lên nhá, giúp bình được lâu hơn, bền hơn. Đấy, rất ok, thiết kế rất thông minh. Giá của nó thì em báo luôn nhá, bình là dung tích 2 lít nhá. Giá của nó sẽ là 110 ngàn một cái, 110k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bình tưới cây 2 lít nhá, 110k một cái này. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đây coi nhá, đây con này thì các bác dùng thì các bác cứ bấm bình như bình thường này thôi. Đấy, như những chiếc bình bình thường. Ở phần này thì nó có chỉnh các chế độ nước này. Đấy, con này nó ra cái tia nước hạt xương phun rất là nhỏ nhá. Đấy, phù hợp các bác phun tưới cây tưới hoa rất ok. Đấy, cái nước xương nó ra rất là nhỏ này, hạt nhỏ li ti. Đấy, tưới hoa rất ok này. Và một cái chế độ rất hay nữa đó là cái chế độ rảnh tay nhá. Thì ví dụ các bác ngại bấm thì các bác chỉ việc là giữ đây cho em. Đấy, là cứ thế là nó xả thôi, không cần phải giữ tay nhá, cứ thế xả. Lúc nào các bác không muốn xả nữa các bác kéo nó lại. Đấy, còn lúc nào các bác muốn xả liên tục, chế độ rảnh tay xả liên tục nước ra thì các bác ấn đây cho em. Đấy, thì nó sẽ khớp vào, thì nó cứ xả liên tục nha, thôi xả liên tục nha. Đấy, xả liên tục nha các bác nhá. Đấy, cái lực hơi của bình này ép rất khỏe luôn. Đấy, cái hạt nước phun, cái chế độ phun xương nó phun hạt nhỏ li ti, phun rất thích nhá. Đấy, và khi mà các bác bơm xong này, xả hơi cho em này. Đó, thấy không, xả hơi cho em. Đấy, xả sạch hơi ra là cái bình nó rất là nhẹ đi, nó không bị cái lực hơi ép, thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ của bình lên rất ok. 110 ngàn một cái nhá, bình dung tích 2 lít, chất liệu nhựa ABS cao cấp nhá, chắc chắn dày dẫn, dùng bền các bạn, hàng bãi Nhật. Rồi tiếp theo thì em lên với bác một cái sản phẩm về cái đồ gia dụng nhà bếp này. Đấy, rồi gia đình nào cũng hầu như cũng cần cái sản phẩm này. Đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Bộ rổ vuông hai lớp này, rất xịn sò, hàng của Việt Nhật nhá. Hàng này thì hàng của Việt Nam. Đây, hàng của Việt Nhật này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ rổ hai lớp nhá, bộ rổ vuông hai lớp. Thì đây, chất liệu thì làm bằng nhựa PP, nhựa PP thì rất là an toàn và siêu bền luôn. Đấy, công ty sản xuất nhựa Việt Nam này, hàng của Việt Nhật nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Một cái bộ này thì nó sẽ gồm có là 6 cái, 3 cái rổ và 3 cái chậu nhá. Đây, một cái này. Đấy, một cái
ba cái rổ nha, ba cái rổ nha, và ba cái chậu, ba cái rổ để các bác đựng rau, ba cái rổ để các bác đựng rau, ba cái chậu để các bác đựng nước ngô, những cái đồ nước các thứ này, rửa rau rửa cộ vào đây. Và ví dụ như là mỗi lần các bác rửa rau bình thường là nó chỉ có nguyên cái rổ không thôi, các bác mà vừa rửa rau xong ấy ra nước nô thứ giờ nó rất là nhiều, nó trang trải ra bếp các thứ rồi đấy, đi lại nó dính dáng nó bẩn thì các bác khi mà rửa xong thì nó sẽ có đi kèm một cái chậu nha, các bác bỏ ra chậu đấy, không lo nước nô nó bị rơi ra ngoài nhá, rất ok luôn, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy thì nó sẽ đi theo kèm theo bộ nhà nhá, thì về các bác rửa hoa quả rau cỏ vào đây rất là ngon lành luôn đấy. Hàng thì nhựa PP siêu cực cáp dày dẫn luôn, các bác xài cho em thoải mái luôn, siêu bền đấy. Mà một cái bộ này thì giá siêu bình dân, siêu hạt rẻ đấy. Lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 cái nhá, 6 món đấy, 6 món 3 rổ và 3 chậu, và các bác có thể lồng vào theo bộ nha, đấy lồng vào theo bộ nha. Giá của nó thì sẽ là đi 80.000 một bộ nhá, 80.000 bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ vuông hai lớp này 80k. Đấy, 80k một cái bộ rổ vuông hai lớp này, hàng của Việt Nhật rất xịn sò. Đấy 80k một bộ. Đó, 3 chậu và 3 rổ nhá. 3 chậu và 3 rổ dùng rất ok luôn. Sau đó thì lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió này, lên mã em sẽ cái dầu gió của Singapore nhá. Em báo giá luôn. Một cái lọ dầu gió của Singapore này. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k coi nhá. 50k một lọ dầu gió Singapore này, chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đó 50.000. Về các bác xài sử dụng này, đây. Bóc cho bác một hộp này. Cái này thì nhiều bác hỏi bên em là hàng có chính hãng không, với lại có cam kết chuẩn Singapore không, thì cam kết bác luôn là hàng chuẩn 100% Singapore. Các bác mà phát hiện hàng giả nhái đền tiền bác luôn. Các bác cứ mở ra nhận hàng, các bác kiểm tra, các bác mở ra test thử, bôi thử thứ cho em thoải mái luôn. Đây đấy, hàng chuẩn của Singapore nhá. Đó, cái màu này có nhìn này, cái màu dầu gió rất là đậm đó. Và hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, chống chỉ định trẻ con hay thứ là xoáy ra nghịch. Mùi rất thơm luôn, mùi cực kỳ thơm, mùi đúng chất dầu gió nhá. Đấy, mùi chuẩn dầu gió luôn. Đây em sẽ cho bác coi này, hàng này của nó là hàng xuất đi Mỹ luôn này. Đấy USA nào nhìn này, đấy USA nhá, made in Singapore. Đấy made in Singapore, hàng dầu gió xanh, nhiều bác hay gọi là dầu gió của nó, hoặc là dầu gió xanh, hoặc là các bác cứ lên mạng em sẽ là chai dầu gió cũng được. Giá em gửi bác là chỉ có 50.000 thôi. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn 100% nhá. Các bác phát hiện hàng giả, hàng nhái cái thứ, hàng điểu rồi, em đền điền cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết là hàng chuẩn Singapore, hàng xách tay về luôn đấy, hàng xách tay về luôn đấy. Đấy, hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, USA này, đấy, made in Singapore. Đấy, rất thơm, và các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Đấy, nhận hàng kiểm tra. Một hộp một chai này là 50k. À cái quên không báo bác là cái dung tích của cái chai này là rơi vào là 24ml nhá, 24ml. Đấy, nó là dạng chai vừa, khá là nhiều, dùng được khá là lâu đấy. Đó. Chai dầu gió Singapore nhá. 50k. Đấy, cái này rất là nhiều công dụng, trị cảm này, đấy, rồi là ốm sốt các thứ ra, đau nhức xương khớp, rồi là côn trùng đốt, bộ rất là nhạy luôn. 50k một chai dầu gió Hàn Quốc. À chứ các bác là dầu gió Singapore nhá. Đấy 50k một chai, các bác nhìn này. Đấy cái phần tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy với hàng chuẩn chính hãng này. Đó. Có thấy không? Cái vỏ nó nhìn nó thấy rất là ok rồi, thiết kế rất là đảm bảo thương hiệu bản quyền luôn này. Đấy có thấy không, cái tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy rồi bắt đầu đến mùa du lịch rồi. Đấy bắt đầu là các bác đang cần những cái sản phẩm nha chị ơi. Hiện tại thì em đang phân phối cái mã hàng đó là cái khăn nén du lịch này. Lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá, về các bác xài cho anh em, hoặc là các bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, đi nhà nghỉ, đi khách sạn. Đấy đặc biệt là các bác đi nhà nghỉ, khách sạn, những cái khu nghỉ dưỡng rồi. Đấy những cái khăn tắm thứ giờ dùng chung rất là nguy cơ, ví dụ như lây bệnh này, rồi là bệnh ngứa, bệnh nhiếc các thứ này, rất nhiều bệnh luôn. Đấy cái khăn này thì các bác không biết là những người trước người ta dùng để người ta làm cái gì, đấy, người ta lau cái gì thì các bác không thể biết được. Đấy chỉ có những người người ta sử dụng cái khăn đấy, rồi là những người làm ở khách sạn đấy, người ta biết được nhau nhá. Đấy thì các bác một cái giải pháp rất là sạch sẽ và an toàn là các bác mua cho em cái khăn nén này về. Đấy, nó gọi là cái khăn nén du lịch nha. Thì đây nó sẽ nén chặt vào nhà, và khi mà các bác ngâm nước nó sẽ bung ra rất là to luôn. Đấy bung ra thành một chiếc khăn tắm kích thước là 1m4 x 70, rất là to luôn. Đấy nhìn các bác nhìn nó nén chặt này, nhưng mà khi cho vào nước nó nở ra rất là to. Đó thì một chiếc khăn nén du lịch nha, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 20.000 một cái thôi, chỉ có 20.000 thôi. Đấy các bác ví dụ đi du lịch, đi tour tầm 3-4 ngày, các bác sắm cho em tầm 3-4 cái, mỗi ngày các bác dùng một cái thôi, vừa lau người vừa lau mặt các thứ, ok luôn, sạch sẽ, không cần phải dùng chung đụng như nào,
sạch sẽ ngon này. Đấy, dùng xong là các bác bỏ đi cũng được. Đó, nó giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000. Lên mã cho em xem cái khăn nén du lịch nhá các bác nhá. Khăn nén du lịch này chuyên để các bác đi du lịch, đi công tác, đi chơi ở khách sạn nhà nghỉ, rồi các bác ngại dùng chung với người ta, dùng riêng ra đấy, tránh lây bệnh lây nhiễm các thứ bẩn thỉu. Rồi các bác mua cho con này chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra 20.000 mua khoảng tầm 3-4 cái về một mùa du lịch ta xài thoải mái luôn đấy, rất là cần đấy các bạn, rất là cần đấy. 20k một cái nhá. Nó nén chặt này thôi nhưng mà khi mà các bác tháo nước nó ngâm ra nó bung ra rất là to luôn. Cái này thì đây em quay trực tiếp này, đấy nó đang nén chặt nha đấy, còn các bác thả nước nó bung ra rất là to đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bác cùng xem này. Bố nhìn cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn bỏ vô túi nhẹ tinh nè, không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha. Xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mẫn cũng múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch. Xuống tới nơi đi tắm một cái là Mẫn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nè. Đó, thực tế về cái khăn này rất là to luôn. Đấy, nó như một chiếc khăn tắm to luôn đấy, 1m4 x 70 rất là to. Về các bác sử dụng này, xài lau người, lau ngậm, lau mặt, lau mũi cái thứ này rất ok luôn. 20k một cái nhá. Lên mã em sẽ khăn nén du lịch nhá, khăn nén du lịch 20k. Lên luôn cho bác đó là cái mã thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, mã thắt lưng da bò Mỹ này, hàng made in USA này. Đấy, cam kết bác là da bò thật 100%. Đấy, mặt cũng rất đẹp luôn đây. Mặt này thì quá ok rồi. Đấy, mặt thì cực kỳ sang trọng và lịch sự nhá. Đây phần mặt này, đấy sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, mặt rất dày nhá. Đó, rất dày luôn, dày cộm luôn. À, cái sản phẩm này thì bên em nhập cái lô này là nó là dạng con lăn nhá. Đấy, dạng con lăn. Bình thường là các bác hay mua những cái dòng thắt lưng lẫy cài nhưng mà lẫy cài nó rất là bất tiện. Đấy, và đặc biệt ví dụ như các bác bụng to là không thể xài được nhá. Tại vì cái lẫy cài nó chỉ đến cái mức độ đến nó đến cái đoạn đấy của nó thôi thì nó mới cài được. Ví dụ như các bác nào bụng to quá thì cũng không thể cài được, hoặc là bác nào bụng bụng nhỏ quá cũng không thể cài được, nó rất là kén bụng. Đấy thì các bác mua cho em cái thắt lưng những cái mã mà nó có con lăn nhỉ, nghĩa là nó thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác có thể là đeo được hết luôn. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết luôn, không lo bụng to bụng nhỏ nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là xài hết luôn. Đây. Đấy, mặt rất đẹp luôn, sáng bóng đẹp tuyệt vời. Đó, rất ok. Thắt lưng da bò thật 100% nhá. Đấy, hàng cam kết là da bò thật 100%, bảo hành cho bác da về 2 năm luôn các bạn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Bữa trước cực kỳ nhiều bác hỏi luôn thì đang bán hết à. Hôm nay thì hàng về thì bác nào tranh thủ bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt nhanh giúp em nhá. Tại vì số lượng cũng không có nhiều đâu. Đấy thì lên mã giúp em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ hàng made in USA. Giá của nó thì bán đồng giá luôn là 180.000. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy thì các bác cứ lấy màu nào thì báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác màu đấy, màu nâu và màu đen. Bán đồng giá luôn là 180.000. Lấy màu nào thì cũng bằng tiền nhau hết các bác nhá. Đây, cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, quá đẹp luôn. Đây là phần mặt. Đấy, dạng thiết kế dạng con lăn nhá, thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết cho em luôn. Đó. Có in dòng chữ made in USA đây. Đấy, made in USA cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Chất da nói chung là quá tuyệt vời. Đấy, chất da quá tuyệt vời. Đây hai màu có nhìn cùng nhìn kỹ là hai màu, màu nâu và màu đen này. Đồng giá là 180.000 một sợi nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Rồi, ngoài ra thì có cả ví da luôn. Đấy, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi mã ví da này. Đấy đi đây, mai tiếp tục hàng về. Cũng về hai màu cho bác luôn nhá. Hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy, màu đen này. Đây màu đen đây ạ. Đây màu đen đây các nhá. Về hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy. Hàng cũng cam kết bác là hàng 100% luôn. Đấy, hàng 100%. Đấy, chất liệu sản phẩm da bò, da cá sấu, da đà điểu này bảo hành 2 năm luôn này. Đấy, có giấy chứng nhận cái thứ đầy đủ hết luôn nhá. Rất xịn. Đấy nên là cái hàng này bên em bán rất là tự tin vì hàng nó chất lượng mà da nó chuẩn các bạn, da nó chuẩn. Đấy. Riêng dòng này cái con ví này em xài con ví này là từ bắt đầu em bán hàng đấy cũng khoảng tầm hơn 3 năm rồi, còn nguyên luôn, không có một vết xước nhiều cả. Đấy, vòng này là dòng ví da bò khâu tay 100% nhá, có nhìn này. Đấy, đường viền khâu tay 100% luôn, nên là các bác yên tâm, rất đảm bảo nhá, dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Made in USA, rất nhiều ngăn. Đấy, ngăn to ngăn nhỏ này, ngăn trong ngăn ngoài.
ăn trong này thì bên trong thì 3 ngăn luôn, các bác thoải mái đựng tiền, có cả một ngăn khóa các bác nhé, để các bác để những cái đồng tiền to vào trong này, còn những cái bên ngoài đồng ngoài các bác để những đồng tiền lẻ, đôi khi các bác lấy ra giả tiền các thứ là nó đỡ bị nhầm. Đó rồi ở đây thì có những ngăn nhỏ này để các bác đựng thẻ thẻ ngân hàng này, rồi là giấy tờ tùy thân đấy, căn cước, rồi là giấy tờ xe thứ gì đấy, các bác cho hết trong ngoài chưa? Đó rất ok. Đây là màu đen nhá, còn đây là màu nâu này. Đây bác cho bác còn màu nâu, màu nào cũng đẹp hết các bạn, màu nào cũng đẹp hết, quan trọng là các bác cứ thích màu nào thì cứ báo cho em thôi. Đấy, đây là con màu nâu, còn đây là con màu đen nhá, đấy hai màu đây. Đó nói chung là quá chất lượng luôn này, có nhìn này, đấy vết đường kim mũi chỉ này, đấy may khâu rất cẩn thận luôn nhá, toàn bộ là hàng made in USA. Con này nó cùng thương hiệu với lại cái thắt lưng kia. Đó thì em báo giá luôn nữa nhá, lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là ví da bò khâu tay nhá, ví da bò khâu tay. Giá của sản phẩm này thì sẽ là 140.000 một cái nhá, 140.000 một cái, cũng hai màu là màu nâu và màu đen nhá, ví da bò khâu tay. Đấy, 140k một chiếc, bán đồng giá luôn, nâu đen nhá, nâu đen là đồng giá, hai màu như nhau thì các bác lấy màu nào có báo cho em nhá. 140.000 một chiếc ví da bò khâu tay này, 140k thôi, hàng made in USA. Nói chung là cái giá này thì các bác yên tâm, giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, không có đâu giá rẻ mà nó sản phẩm chất lượng đâu. Đấy, cái này thì em bán quá nhiều rồi. Sản phẩm này thì các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, siêu bền luôn. Đấy, riêng dòng da thắt lưng da bò này, rồi là ví da này thì bên em sẽ bảo hành da cho bác 2 năm, nếu mà có vấn đề bong chóc các bác cứ liên hệ bên em đổi trả bảo hành cho bác cái mới luôn. Đấy, cam kết bác da cực kỳ chuẩn nhau nhá, da thật 100% luôn nhá, rất ok. Đấy, bán cái dòng ví da và thắt lưng này rất là tự tin, nhưng quan trọng là chỉ có cái là hàng nó không đều đúng không ạ, hàng nó rất là chập tròn. Đấy, nên là các bác tranh thủ nhá, bữa nào bữa trước bảo bác nào chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn đây. Đấy, ví da đây, thắt lưng đây 180.000 một sợi, màu nâu màu đen, ví đây không nhá, 140.000 một cái, ví da bò khâu tay, toàn bộ là da thật 100%. Tiếp theo thì em lên nhanh bác một số mã hàng về đồ gia dụng này. Để lên luôn cho bác, đó là cái đèn tròn tích điện nhá, em báo giá luôn, cái này thì giá rất là bình dân, hạt rẻ thôi, 90.000 một quả nhá. Đấy, đèn tròn tích điện, đèn tròn tích điện nhá, 90k, giá rất bình dân. Cái này thì ví dụ các bác đi cắm trại, đi rừng này, đi núi này, đấy, không cần dây dợ, không cần điện 220, con này nó là cái đèn tròn, nó có tích điện nhá. Đấy, giá là 90.000, các bác mua về thắp sáng thì rất ok. Đấy, trong trường hợp mất điện mất đóm là mình lấy ra thắp sáng buổi tối rất ok luôn. Đấy, rồi là có cả điều khiển từ xa luôn, rất là ngon. Là đây sản phẩm thì hàng mới như nộp nha. Đấy, à đây rất cẩn thận, nó có cả điều khiển từ xa này. Đấy, điều khiển từ xa này, điều chỉnh các bác bấm từ xa nhá, một cái cọng dây cáp sạc này, sử dụng cái nguồn sạc là nguồn sạc 5V ạ. Và đây là quả bóng này. Đấy, quả bóng này, pin điều khiển này, rất đầy đủ cẩn thận luôn. Sản phẩm này thì đây nó có pin sẵn bên trong nhá, tích điện này. Đấy, và các bác dùng thì không cần cái dây dợ gì, đấy, chỉ việc bấm cái là sáng này. Các chế độ sáng nhá, rất ok luôn, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo như kiểu công an này, xanh đỏ này, rất ok. Đây là cái nút bấm nhá. Đấy, công suất nó sẽ là 120W này. Con này thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng điện lưới nhá. Đấy, tức là về các bác cắm cái đầu nhỏ vào đây, cắm vào cái đầu nguồn 5V này. Đấy, nó có cái chữ 5V USB này, các bác cắm vào đây. Sau đó là cái chân còn lại, đó là cái chân USB. Về ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, đấy thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện lưới và các bác sạc cho em. Đấy, thì khi mà sạc đầy các bác lại lấy ra các bác dùng, hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể mang phơi nắng, hoặc là ví dụ trong những cái điều kiện mà không có điện lưới thì mình có thể mang phơi nắng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời, nó sẽ sạc tích điện cho cái đèn này các bác nhá. Đó. Em nói luôn là sạc điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà các bác sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về thắc mắc bảo là sạc lâu nó không vào hay các thứ rồi. Đấy, thì nếu mà các bác có điện lưới thì cứ tốt nhất là nên sạc bằng điện lưới, vào nó nhanh, vào nó nhanh. Thì đây bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là cái củ sạc như này nhá. Nếu mà các bác nào chưa có cái cục sạc mà có cái chân USB để các bác sạc cho những cái thiết bị 5V ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đó là cái cục sạc Samsung 2A nhá, công suất của nó sẽ là 2A, 5V 2A nhá. Đấy, thì hàng của Samsung, em báo giá luôn, một cái cục sạc Samsung này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k thôi. Đấy, chỉ có 30.000, giá rất bình dân. Đấy, các bác mua về có thể là sạc được rất nhiều thứ, sạc điện thoại này, rồi là sạc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB cổng 5V này. Đấy, các bác có thể cắm. Ngoài ra thì đây, con đèn này nó cũng có thể dùng cái cục sạc này, các bác sạc được luôn này. Thì một cái cục sạc Samsung như này, mình em đang gửi bác là 30k nhá. Quay trở lại với cái đèn thì đây,
bấm vào đây thì nó sẽ đây là cái chân sạc đấy rồi em đã giới thiệu rồi, còn đây bấm vào đây thì nó sẽ sáng này, đấy là cái nút ở trên thân. Ngoài ra thì về các bác có thể dùng điều khiển này, đấy thì về các bác lắp pin vào, sau đó là các bác điều khiển nó, đây em sẽ lắp pin cho bác con này. Đấy, con này rất là tiện nha, nó có điều khiển rất là tiện, đôi khi các bác treo lên ấy, mình bấm lúc mình cần cái là mình bấm luôn, rất ok. Đó, rất là xịn sò luôn, có cả điều khiển này các bác yên tâm là rất là chất lượng rồi, công ty sản xuất rất ok luôn. Đây on này, on này, off này, on này, off này, đấy rồi ở đây thì nó sẽ có cả nút này, hẹn giờ này. Cái, nếu mà dùng điều khiển này thì nó sẽ được nhiều chức năng hơn, 3 tiếng này, 5 tiếng, 8 tiếng này, chế độ tăng giảm độ sáng này, auto này, các thứ này. Đó thì đây là cái điều khiển đi kèm nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm như này thì với mức giá là 90.000 thì các bác thấy là giá nó quá hợp lý luôn. Đó thì bao gồm là một quả bóng này, một cái điều khiển từ xa này, một cọng dây cáp sạc này, là một bộ như này là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn tròn tích điện nhá, rất tiện dụng luôn, có cả phần móc đeo. Đấy, mất điện mất đóm cái mình đeo lên sáng sủa nhà cửa, ăn cơm ăn nước thứ là rất ok. Đó đợt này bắt đầu đang vào mùa hè rồi, mất điện rất là nhiều, để các bác mua về tham khảo sản phẩm này nhá. Ngoài ra thì có bán kèm cho bác là một cái cục sạc Samsung, nếu các bác muốn mua thêm để các bác về sạc cho cái đèn kia thì đang bán là một cái cục sạc Samsung này là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Còn đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa đang gửi bác là 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất là 120W, rất là sáng luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình trong những trường hợp mất điện mất đóm là cần thiết mình xài rất ok, 90.000 một quả. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái thùng giấy ăn này, lên mã em sẽ cái thùng giấy ăn, giá thì nó quá là bình dân luôn, giá siêu bình dân luôn. Đó, một thùng giấy ăn này thì một thùng là 20 gói nhá, một thùng 20 gói, giá của nó thì siêu tốt luôn, bao giá thị trường nhá, bao giá thị trường 150.000 một thùng. Đấy, 20 gói giấy ăn về các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy, nhà bác nào dùng ít thì chắc là phải cả năm. Đấy, đây em sẽ bóc cho bác một thùng này. Đấy, một thùng nguyên chi này là 20 gói giấy ăn, nhiều lắm các ạ, mà giấy thì cực kỳ dai, dùng rất thích luôn. Đấy, các bác về nhà thi thoảng có cỗ bàn các bác lấy ra dùng, rồi ở gia đình nhà mình lấy ra. Đấy, ăn uống xong mình có cái mình lau mồm lau miệng và thứ rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, nó sẽ đóng theo từng gói này, thì một thùng này là 20 gói nhỏ nhé các bác nhá, 20 gói nhỏ nha. Một gói này là 460 lần rút luôn nhá. Đấy, một gói này rất là nhiều luôn, 460 lần rút với hết được một gói này, siêu nhiều luôn. Thì cái này đây, về các bác chỉ việc ở đây nó có một cái tờ này các bác tước cho em. Đấy, tước ra. Đó, sau đó là các bác chỉ việc là các bác lần cho em cái tờ, sau đó các bác xé này. Đấy, các bác xé nhá. Đấy, xé vào tờ đầu thì bao giờ nó bị rách. Đấy, bắt đầu đến tờ thứ hai bắt đầu nó mới ngon này. Đấy, cứ thế là các bác rút ra thôi. Đấy, các bác cứ để trên bàn này thôi, để cả túi lên trên bàn nha. Đấy, mình cứ dùng đâu là mình lấy ra mình xài ra đấy, rất ok. Giấy thì bao dùng bao xài bác luôn, giấy rất dài, cực kỳ dày nhá, giấy dày lắm, giấy của nó là lên đến 4 lớp này, đây này, mà một lớp này, giấy hàng này là hàng giấy 4 lớp mà dày lắm, nói chung là giấy dày dai và dùng thích. Đây này, đấy, 1, 2, 3 này, 4 lớp luôn này, quá xịn luôn luôn nhá. Đấy, 4 lớp vào, giấy cực kỳ dai, giấy dai dùng thích lắm. Mà bình thường là các bác hay xài mua những cái ở quán xá rồi cái giấy nó rất là mủn, các bác xài ấy, vì nó hàng hàng rẻ tiền và hàng cái dạng hàng hàng đều hàng gia công mà, nên là các bác lau thứ nhất là nó bị mùn đấy và nó rất là dễ rách, nhưng mà con này dùng rất ok, giấy bao dai bác luôn, bao dai bao dùng luôn nhá, mà các bác lau nó không bị mùn, lau nó không bị mùn, dùng thích cực kỳ luôn. Đó thì một cái hộp một cái túi này là một được một lần là 460 lần rút này. Đấy thì một thùng là 20 gói nhỏ nhá, một thùng là 20 gói nhỏ thì bên em đang bán là một thùng là 150.000. Đấy, tính ra nó giá rất là bình dân. Đấy, các bác ra một cửa hàng cửa hiệu là một gói này biết người ta cũng phải lấy bác khoảng tầm 10-15 ngàn một gói. Đấy, bên em bán cho bác là cả thùng nó chỉ có là đi 150.000 thôi, 20 gói giấy ăn nhá, một thùng và 20 gói là 150.000. Còn nếu các bác nhu cầu mua ít dùng ít, muốn mua ít về dùng thôi thì sẽ có bán theo gói nhá, thì các bác cứ lên mã như em sẽ là cái gói giấy ăn 460 tờ. Thì một gói này bên em sẽ gửi bác giá sẽ là 10.000 thôi, 10.000 một gói nha, 10.000 là một gói lẻ nhá. Đó, còn nếu mà các bác có nhu cầu mua cả thùng mua nhiều thì một thùng là 20 gói là chỉ 150.000 thôi. Đấy, mua cả thùng 20 gói là được rẻ thêm được 50.000 nữa luôn. Đấy, mà dùng được lâu dài, nói chung là mua một lần dùng cả năm luôn, mình là nào mình về mình dùng thi thoảng nhà cỗ bàn này. Đấy, rồi là nhà nhiều khi có người ra người vào khách khứa nhiều, đấy các bác lấy ra nó rất là sang trọng. Đấy, mình để cái túi này lên bàn ăn nhìn cũng rất là đẹp này. Đấy, khách khứa người ta ăn đâu mà người ta rút ra đấy, rất là lịch sự, ok luôn. Đó, một thùng là 20 gói nhá, 150.000 một thùng giấy ăn 20 gói.
Một gói này là được 460 lần rút nhá. Ngoài ra thì sẽ có bán lẻ một gói này là 10 ngàn. Nếu mà các bác có nhu cầu dùng ít thì mua một gói dễ ăn như này là 10 ngàn cũng nhá. Rồi em sẽ qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã chảo Hàn Quốc này. Lên mã giúp em sẽ cái mã chảo Hàn Quốc nhá, đường kính 32 cm. Con này thì từ nọ là bán rất nhiều rồi. Đấy là giá nó bình dân thôi. Giá nó chỉ có 140 ngàn có nhá, 140 ngàn. Lên mã giúp cho em sẽ cái cây chảo chảo Hàn Quốc này. Chảo Hàn Quốc 32 cm nhá, đường kính 32 cm, hàng của Hàn Quốc này. Giá sẽ là 140k một chiếc chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, 140 ngàn một chiếc thôi. Giá siêu hạt rẻ bình dân. Đây. Em mở đây bác coi một chiếc chảo này, rất đẹp luôn, chảo đẹp lắm, chảo đẹp chất lượng. Sản phẩm thì sẽ nguyên mới nguyên nhỉ, mới nguyên luôn nhá. Sẽ gồm có là một chiếc môi bằng gỗ này. Đấy, cái này thì nhà xuất rất là chu đáo, là sẽ có gửi kèm cho bác một chiếc môi gỗ. Bình thường là những cái chiếc chảo dung dính ấy là các bác cứ hay dùng những cái đồ bằng kim loại, các bác đảo rồi các bác xào nấu rồi các bác đảo thì nó rất là dễ nhanh xước cái men chống dính, thì các bác dùng cái con môi gỗ này để các bác đảo, nó không lo nó bị chảy cái lớp chống dính ra mà nó được bền hơn. Đấy, thì nhà sản xuất rất chu đáo là có kèm cho bác một cái cây đảo bằng gỗ nhá các nhá. Đấy, rồi tiếp theo là sẽ có là vung này, vung bằng kính cường lực trong suốt nhá các nhá. Đấy, kính cường lực trong suốt rất dày rất chắc chắn luôn, có bo viền inox vùng quanh đó. Đây logo này quá xịn sò, ok luôn. Đây là cái lỗ để các bác về bắt vít, thì cái này em quay nhanh thôi không bắt cho bác nhé. Đấy thì trong chảo nó sẽ gồm có là một cái tay để các bác về lắp vào vung này. Đấy, về các bác lắp vào vung nha, và một cái tay quay để về các bác lắp vào cái thân chảo để thành cái cán chảo nhá. Đấy, về các bác lắp đây thì đầy đủ, nó có đi kèm ốc vít hết rồi thì về các bác chỉ việc lắp vào thôi. Còn đây là cái chảo chính này. Chảo này thì rất là to, đường kính của nó là 32 cm. Về các bác xài gia đình rồi. Đấy, đặc biệt là nhà đông người rồi các bác rán xào chiên nấu cho em thoải mái luôn. Đấy. Và sản phẩm này thì chắc là rất nhiều bác quan tâm là có dùng được bếp từ không, thì em nói luôn nhá, sản phẩm này là dùng được tất cả các loại bếp, và bếp từ, bếp tiếc dùng hết luôn. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp rơm, tất cả mọi bếp là con này dùng được hết luôn nhá các nhá. Đấy, tất cả bếp luôn, và đặc biệt là bếp từ dùng được ok luôn nhá. Đấy, đáy từ bắt ngon lành luôn này. Đó, và đây chiếc chảo đây, các bác có thể rán xào nấu vào đây nhá. Đấy, bình thường là các bác rán nhiếc thì không cần dùng vung. Đấy, ví dụ như mình có xào nấu thì mình cho cả cái vung này vào. Đấy, mình xào nấu luôn vì nó có cả vung viếc, ok ngon lành luôn. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm nha, một chiếc chảo Hàn Quốc này. Đấy, đầy đủ cả vung này, cả cán, cả môi miếc đầy đủ nha. Là một bộ nha, là 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Đường kính chảo rất là to, 32 cm. Đấy, 32 cm, 140k một chiếc chảo của Hàn Quốc nhá, 140.000 một cái. Đường kính 32 cm rất to luôn, các bác dùng gia đình con này rất ok. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái mã nồi cơm Chigo nhá. Các bác cứ lên mã giúp em cái nồi cơm Chigo này. Hàng này thì hàng Chigo, hàng nội địa Nhật rồi, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình các thứ rồi. Đấy, nhà ít người, đặc biệt ví dụ nhà bác nào mà ít người, 1-2 người là các bác xài con này cho em rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, sản phẩm hàng mới như hộp như này nhá. Một chiếc nồi cơm của hãng Chigo. Chigo là một trong những hãng rất nổi tiếng, chuyên về đồ gia dụng rồi, sản xuất đồ gia dụng, nồi cơm rồi là ấm nước các thứ rồi, rất xịn sò. Đây, hàng các bác nhìn này, 3 tem luôn, quá chất lượng luôn. Công suất của nó sẽ là 200W nhá, và sử dụng điện 220. Dung tích là 1.2 lít coi nhá, 1.2 lít đây, nó có cả tem mác đầy đủ hết này. Đây, đây là cái phần cổng nguồn này. Đó thì đi kèm sẽ có là một cái dây nguồn này. Đấy, là phần nắp vung thì các bác về mở cho em hai cái này ra. Đấy, cậy ra. Đấy, sau đó các bác lấy là ok. Đấy, phần nắp vung các bác nhìn này, siêu dày luôn. Đấy, giòn giếc các thứ là thiết kế rất dày dặn chắc chắn nhá. Đó. Đây là phần phụ kiện các thứ này. Đấy, có cái ca đong nước, đong gạo này. Rồi giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái lòng nồi chính nhá, lòng nồi cũng rất là dày luôn, có tráng chống dính 100%, không lo nó cơm cháy cơm khê luôn nhá. Đấy, nồi rất dày nhá, các bác nghe tiếng này, nó cục 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 luôn. Đó, đây là bên trong thì là phần mâm nhá, phần mâm thì rất dày. Và con này thì em đã nấu, nhà em đã nấu test thực tế rồi. Đấy, các bác về nấu cơm nấu nước, cái nhiệt nó rất là cao, chín thấu cực kỳ ngon cơm luôn, cơm ngon rất dẻo nhá các bác nhá, cơm ngon rất dẻo. Cái này thì em nói luôn, dung tích của nó là 1.2 lít nhá, nên là phù hợp cho 1 người đến 2 người là cùng thôi nhá các bác nhá. Còn nếu mà đông quá thì không dùng được đủ đâu. Đấy thì khoảng tầm 1 người đến 2 người thôi, 1 người 2 người là dùng ok. Đấy, ví dụ như là các bác hay
đi xa đi công tác các thứ, đi làm ở chỗ xa giờ mình có một hai người ở phòng trọ thì giờ dùng con này rất ok, nhỏ gọn rồi, ví dụ các cháu nhà mình sinh viên hoặc bác nào người già chứ là các thứ rồi ở nhà con cái đi hết rồi, ở có một mình hoặc hai vợ chồng nhỉ, thì các bác dùng treo con nồi này rất ok luôn đấy. Nồi thì cam kết bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Nồi nấu cơm chín cực kỳ ngon và em đã test thử rồi, nồi nấu cơm chín rất là ngon nhá, cơm dẻo cơm ngon chín thấu đấy, dùng thì ok. Sản phẩm đi đầy đủ full phụ kiện nha, vung nắp đậy đầy đủ ngon lành nha, là giá sẽ là đi 220.000 nha, 220 mà một chiếc nồi cơm điện của Chigo đấy. Đây báo lại bác về cái thông số này, công suất là 200W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1.2 lít nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo đây, có in logo này. Đó, giá sẽ là 220.000, bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác luôn, giá rất bình dân. Vừa nãy quên ông quay cho bác là nó sót trong cái thùng, nó còn có cả cái môi đây này, đấy có cả cái môi này luôn, môi sứ cơm luôn. Đấy, thì đầy đủ, rất đầy đủ phụ kiện luôn, về chỉ việc xài thôi. Lên mã em sẽ cái nồi cơm điện Chigo nhá, nồi cơm điện Chigo hàng mới như hộp nha, dung tích là 1,2 lít nhá, điện 220V, giá của nó sẽ là đi 220.000, bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, dùng dung tích 1 lít 2, dùng phù hợp 1 đến 2 người ăn là rất hợp lý. Đấy, một người hai người là ok. Đó, 220.000 một cái nhá, bao ship tận nhà luôn, nồi cơm Chigo, cơm nấu ngon, chín thấu nhá, cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính ấy. Em báo giá luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nha, chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân, mua về cho các bác tính toán cửa hàng cửa hiệu này. Đấy, tính toán số liệu rất ok. Rồi là ví dụ như là các cháu nhà mình học tập này, đấy, học tập các thứ thì mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu ạ, dùng pin tiểu về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi, không cần vì những cái pin cao sang pin nọ pin kia gì. Đấy, nó rất là khó kiếm thì đây cái pin cũ áo này cửa hàng người ta bán đầy mà. Đấy, về các bác lắp vào lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím đấy, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó không bị dính số với nhau ạ. Đấy, đây 1 2 3 4 5 6 này, 7 8 9, cái này có nhắm mắt và bấm luôn, tại vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím mấy luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này, đấy, bấm rất sướng luôn. Đấy, quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh, tính nó nhanh, mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội, cửa hàng cửa hiệu đông người đông khách rồi, bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ rồi, cho các cháu nhà mình học tập ok luôn, sáng tạo này. Rồi là các bác ở cửa hàng tính toán nó ngon lành luôn. Đấy, bàn phím nổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá, lên mã em sẽ là chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá, về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70.000 một cái. Tiếp theo còn đây con 15W này, 15W này thì sẽ có giá là 15.000. Đấy, tính là số watt cho các bác dễ nhận biết nhá. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 15W nhá, bóng đèn 15W, giá của nó sẽ là 15.000. 15W là 15.000 nhá, 15W là 15.000. Đó, công suất là 15W đây, sử dụng điện 220. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, về các bác sử dụng lắp vào cái đuôi phổ thông cho mình ok thôi. Đó, con này công suất là 15W nhá, giá của nó bên em đang gửi các bác là 15.000. Đĩa bay em báo giá luôn, bóng này thì bên em đang gửi bác là 40.000. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này, nó như là một cái chiếc đĩa bay, và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá, vì nó là một cái mặt phẳng nha. Đấy, nó không bị góc chết, cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng. Đấy, để các bác có thể lắp là nó, các bác thả rơi từ trên trần xuống này. Đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá, nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác, nếu các bác lắp ở phòng khách các thứ giờ thì các bác lắp trong con này. Đấy, hoặc là view nè, lắp ở những cái con bóng chỗ âm trần cái thứ là các bác lắp con này cũng vào. Đấy, thay những cái con kia, lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn, các bác xài rất ok. Con này bóng sáng lắm, con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 có nhá, điện 220. Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40.000 một con quái nha. Đấy, bóng đĩa bay, tên của nó sẽ hơi lạ chút, đấy có đây không, rất sáng nhá. Đấy, đây không, sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn đó, rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng, những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa ra ánh sáng rộng. Như con này nó là cái dạng phẳng này nha, nên khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá, nhớ mã cho em, nó sẽ là bóng đĩa bay, công suất là 40W và sử dụng điện 220, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn.
là 40.000 một quả nha. 40.000 một cái quả bóng đĩa bay này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn như này. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này ánh sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường thì sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng bóng led siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt led rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm đó. Cái con này trước em cũng bán rất nhiều này, và đấy lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W, bóng trụ tròn có nhá, bóng trụ tròn đó. Đây sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này, hoặc là cái con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 có nhá, bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 một quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, à tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa? Bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây. Bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy. Các bác nhá, rất tiện dụng, và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa? Rất tiện dụng nhá, nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đuôi đèn này. Đấy, đi đây. Hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là anh em đang lấy để em hay test bóng cho bác, thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30.000. 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo? Vì ở đây nó có cái phần lò xo. Nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái đuôi lò xo nhá. 30.000 một cái thôi. Giá rất bình dân và rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá. Các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nhà được, mình cứ rút ra cắm ở chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bóng B2, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán ở combo là 5 quả 10.000, và các bác mua lẻ một quả thì giá sẽ là 5.000. Đấy, nói chung là các bác nếu mà các bác dùng nhiều thì cứ nên mua theo combo 5 quả 1. Đây, nó là cái bóng đèn, nó sử dụng cái nguồn là nguồn 5V. Nó có tích hợp sẵn cái chân USB này. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, các bác cắm vô cho em. Đấy, và các bác cấp trực tiếp vào nguồn 220. Đấy, là bóng sẽ sáng có thế rồi. Rất tiện dụng nhá. Đây, đấy, rất là hay. Về các bác làm bóng đèn ngủ này, bóng đèn trang trí này. Đấy, rất là tiện. Đấy, nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V nhá. Tích hợp sẵn là cái chân USB đây rồi. Về cứ có cái cục sạc điện thoại ấy, nhà mình ấy mà đang bỏ không, cắm lên chưa, là cắm vào điện 220, cấp nguồn cái là nó sáng lên có thể thôi. Rất dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Nó thì bóng B2 này sẽ bán nó combo là 5 quả 1 nhá. 5 quả 1, giá của nó sẽ là 10.000 cho combo 5 quả bóng B2 nha. Là 10.000 thôi nhá, là 5 quả nhà là 10.000 này. Đấy, tính ra vào có 2.000 quả thôi, giá quá bèo luôn. Và nếu mà các bác nào dùng ít, mình mua một quả xài ít cũng được, thì giá nó sẽ cao một chút.
Một quả bên em đang gửi bác là 5.000. Một quả như này là 5.000 nhé. Còn các bác lấy nhiều, lấy được combo 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Mua ít thì chấp nhận giá cao một chút, còn nếu các bác mua nhiều mua combo giá nó sẽ rẻ hơn. Luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này. Đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nhá. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này. Ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá. Mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen, màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo cho bác con này. Đây các bác nhá. Đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào xem. Quá ok luôn nhá. Đấy. Đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Đấy, đấy. Lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp. Chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen, màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình. Xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo luôn. Đấy, 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào vít nở sắt nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, cổng sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái, còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hai lắp con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công như con này về, các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó, vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con.
giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt với nhá. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái đèn led 5 châm này. Đấy, đèn led 5 châm, đèn led 5 châm của thương hiệu Zuki nhá. Đèn tiết kiệm điện này rất ok, con này về các bác sử dụng được nhiều việc lắm. Về cho anh em thợ thuyền này. Rồi là các bác làm máy may nhá các nhá, làm máy may rồi các bác làm nghề. Đấy, cần một cái ánh sáng nó tập trung, các bác mua cho con đèn này. Đấy, thì cái con đèn này nó sẽ có tích hợp công tắc luôn. Và đây, thông số này, điện áp của nó sẽ là AC 110 đến 250V nhá. Đấy, và công tắc bật tắt đây này, và có đây là cái giải led của nó. Con này rất là sáng luôn và rất là hay là nó thiết kế một cái chip áp này nữa, là các bác có thể tăng giảm độ sáng tùy vào cái nhu cầu các bác sử dụng thì các bác xoay trên cái vòng nhá. Còn đây là cái phần dây nguồn của nó. Một cái hai nữa là cái con này này là nó có cái phần nam châm nhá, có cái phần nam châm. Đây sẽ test cho bác luôn này. Đây nhá, đây khi mà các bác có cái chỗ sắt này là các bác để vào này. Đó là nó sẽ dính vào luôn. Đấy, nó sẽ dính vào này luôn và các bác theo thoải mái các bác điều chỉnh các hướng nhá. Đấy, nó dính rất là chắc luôn. Nam châm này dính chắc lắm. Rồi bắt đầu các bác giật cái dây này ra cho em. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đây em sẽ cắm test bác cò này. Đấy, cắm test bác cò nhá. Đấy, cắm vào này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc đèn sáng này. Và con này các bác có thể điều chỉnh bằng cái chiết áp này. Đấy, điều chỉnh cái chiết áp nhá. Tăng giảm độ sáng bằng cái chiết áp này luôn. Đó đây, các bác nhìn này. Đây em giảm xuống này, em tăng lên này. Đấy, tăng lên rất là sáng luôn nhá, tăng lên sáng lắm con này. Đấy, làm đèn làm việc các thứ rất ok đây này. Chỗ này đang là chế độ sáng vừa này. Đấy, sáng nhất đây này, vậy thấy không, sáng chói luôn nhá, sáng lắm, về các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, rất hay, có thể bẻ các hướng các kiểu nhá, và các bác cứ có cái chỗ nào mà kim loại nam châm là nó sẽ dính vào đây, nó hít vào đây luôn, rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn, các bác để thoải mái không lo rơi đâu. Đây đấy, quá ngon lành cành đào luôn này. Đấy, ok luôn. Đây đấy, đây em điều chỉnh cái chiết áp này. Đấy, thấy không, đó rất ngon lành quá nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm. Đấy, và lúc nào không dùng nữa các bác tắt công tắc đi được. Quá ok, tiện lắm. Đó. Rồi cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn led nam châm nhá. Đấy, đèn led nam châm. Đèn led nam châm. Giá của nó thì em báo luôn. Giá của nó thì đợt này đang được giảm giá xả kho đấy, bán nhanh cho bác luôn. Giá nó 60.000 thôi. Bữa trước này cái lô trước về nó giá cao hơn, hình như đang bán là 80.000 đợt này nó giá rất là hạt rẻ, nó chỉ có 60.000 một cây thôi. Mà dùng rất là tiện luôn. Đấy, về cho các bác sử dụng hay, có tích hợp công tắc này, điều chỉnh chiết áp độ sáng này, giải led này, giải led chế độ tiết kiệm điện và rất là sáng luôn nhá. Dây nguồn sử dụng điện 220 và cả cái phần lò xo này các bác có thể uốn cong bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Nhá, 60.000 một con đèn nha, đèn led nam châm nhá, lên mã em sẽ là đèn led nam châm 60k một con. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra, thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá.
Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. À, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. À, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên bịch, nguyên túi, mới căng luôn. Quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó phải siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa, và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn. Thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá.
Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này rồi là các thứ ra. Đấy, chằng đồ các thứ rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đã gửi bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây ô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác có lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá, vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn các nhìn. Đây em quay cận cảnh cho bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn.
Đây, đấy, con thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nha. Số lượng có hạn đâu nha, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90 ngàn một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn các nhá. Không có nhiều đâu các nhá. Rồi, em lên luôn cho bác, đó là cái một cái sản phẩm rất hay, đó là cái rắc nguồn chuyển từ 5V sang 12V nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20.000 một cái rắc nguồn nha. Đấy, 20.000 một cái rắc nguồn chuyển từ 5V qua 12V. Đấy thì cái cổng vào của nó này, cổng vào của nó sẽ là cái chân USB. Cái chân USB này thì về các bác có thể là ví dụ như là các bác có những cái cục sạc dự phòng. Đấy, các bác cắm vô để các bác lấy nguồn, hoặc thứ hai là các bác có một cái cục sạc điện thoại nha này. Đây, các bác có một cái cục sạc điện thoại như này, các bác cắm vô cho em là các bác sẽ cấp nguồn cho nó này. Đấy thì cái nguồn vô của nó sẽ là nguồn 5V nhá. Nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Và cái nguồn ra của nó rất là hay là nó sẽ kích đẩy lên là 12V. Đấy, đẩy lên là 12V thì cái chân của nó đây. Chân nguồn ra đây. Đấy, đẩy lên cho em là 12V nhá. Đó thì đây em sẽ cắm thử cho em đo cho bác luôn đây này. Đây ở đây em đang có một cái này em đang cắm cái cục sạc để em đo luôn đấy bác các bác nhá. Đấy, đo luôn đấy bác để các bác coi luôn xem nó có lên chuẩn là 12V không. Đó, không có khi nhiều bác thắc mắc này. Đây em đo luôn đấy bác nhá. Đấy, đo luôn này, 12.58V nhá. Đấy, điện DC. Đấy, điện DC, điện một chiều nhá, 12.58V. đó, cái nguồn 12V này thì các bác sử dụng trong rất nhiều việc luôn, và đặc biệt là cái củ wifi. Đấy, củ wifi đây, ví dụ hiện tại em đang có một cái củ wifi của Viettel này. Đấy, em cắm vào cho bác coi nhá. Đấy, đây các bác nhìn này, DC 12V đúng không nhá, các bác nhìn chưa, DC 12V em cắm cho bác coi, các bác nhìn nhá, lên luôn. Đấy, rất là hay nhá. Bình thường ấy, là các bác cứ phải dùng một cái cục adapter nó rất là to, mà thứ hai là trong những cái trường hợp mà mất điện thì wifi không thể làm việc được. Thay vì thế thì các bác em sẽ có một cái giải pháp này, thì các bác sẽ mua cái dây này về và các bác có một cái cục sạc dự phòng, các bác cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng chưa. Đây ví dụ ở đây là cái cục sạc dự phòng nhá, cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng chưa, thế là lúc nào các bác cũng có wifi dùng luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, lúc nào các bác cũng có wifi dùng luôn. Mà thứ hai là nhiều khi là các bác dùng những cái con nguồn 10 à những cái thiết bị nguồn 12V. Đấy, các bác chế cháo hay dùng những thiết bị 12V mà các bác mua những cái cục nguồn nó rất là đắt đỏ. Mình thứ nhất là điều kiện kinh tế các thứ nó không cho phép này, mà thứ hai là mình muốn đơn giản hóa đi thì các bác mua cho em cái dây này về rất ok luôn. Đấy, nguồn của nó sẽ là từ 5V nhá, đẩy lên 12V. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái rắc nguồn hoặc là dây nguồn 5V chuyển qua 12V nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một dây. Đấy, em vừa đo cho bác thực tế rồi. Đấy, đo cho bác thực tế rồi. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, có những cái cục sạc điện thoại như này các bác cắm, hoặc là các bác kiếm những cái cục sạc dự phòng các bác cắm để các bác có thể là cấp nguồn cho những cái con wifi này trong những trường hợp mất điện nhá. Đấy, hoặc là những cái thiết bị nó dùng cái nguồn 12V, cái nguồn DC 12V nha. Để về các bác chế cháo này, rất ok luôn. Đấy thì về các bác cứ có cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc dự phòng có cổng USB, nguồn ra sẽ là 5V. Đấy, ví dụ như cái cục em đang cầm trên tay đây, cục này là cục của Samsung này. Đấy, nhà em cũng đang bán cục này luôn. Nếu các bác có nhu cầu mua thêm cái cục sạc cục nguồn 5V 2A của Samsung này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 30k, 30k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cục sạc Samsung 12V. Cục sạc Samsung 5V 2A nhá, cục sạc Samsung 5V 2A này. Đấy, 5V 2A. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái củ này. Đấy, về các bác cấp vào 220 nó sẽ ra nguồn 5V để các bác có thể sạc điện thoại các bác nhá. Hoặc là các bác cấp nguồn cho cái này để các bác xài cũng ok luôn này. Đấy thì cái dây này bên em đang gửi bác là 20.000 một dây, rắc nguồn 5V ra 12V là 20k. Còn cái củ sạc của Samsung này thì đang gửi bác là 30k nhá. Đấy, một cái thiết bị rất là hay mà hầu như gia đình nào cũng rất là cần, hoặc là anh em thợ thuyền chế cháo cần một cái nguồn 12V. Đấy, nó không cần quá là cồng kềnh, mà thứ hai là giá nó hợp lý, chỉ có 20.000 một dây thôi,
mình mua về để các bác chế cháo nghịch nguội cũng rất hay luôn đó nhá. Đó, rắc nguồn 5V giờ 12V. Giá đang gửi bác là 20.000 một dây nhá, 20.000 một dây. Cái này thì em cũng chia sẻ hơi chi tiết một chút thì chắc là nhiều bác bảo em nói nhiều thì thông cảm giúp em là nhiều khi những cái sản phẩm mới này nhiều bác chưa biết thì em nói nhiều một chút để cho các bác biết thôi nhá. Đấy, nhiều bác chưa biết thì các bác biết. Đấy, thì các bác nào mà biết rồi thì mình có thể tua qua, hoặc bác nào ưng thì biết về cái sản phẩm này có thể có nhu cầu đặt mua luôn thì gọi luôn nha, thì em chốt luôn nhá. Rắc nguồn 5V ra 12V. Giá đang gửi bác là 20.000 một dây. Tiếp tục